Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 41. Thạch bà nhịn đau móc xuống một con mắt chảy máu mủ, con đĩ này hoàn toàn không được rồi. Giết, giết, giết. Mấy ngàn người tu võ xông lên trước như đàn kiến. Nữ hoàng độc tiên rốt cuộc không ngăn cản được nữa. Cô ấy hơi cúi đầu xuống. Đôi mắt tràn ngập tơ máu và giết chóc của cô đột nhiên trở nên trong suốt, tiểu sư đệ, chị đến gặp em đây. Sư tỷ giết nhiều người như vậy, bọn họ đều đang trên đường xuống hoàng tuyển cùng em sẽ không cô đơn. Một giây sau, nữ hoàng độc tiên đột nhiên ngẩng đầu. Giết chóc, tử vong. Chịu chết, quyết tuyệt. Tất cả chúng mày đều đáng chết, tất cả đều xuống dưới kia cùng tiểu sư đệ của tao đi. Nữ hoàng độc tiên quát lớn một tiếng. Trong chốc lát, tất cả độc tố trong cơ thể ngưng tụ lại một chỗ. Rồi ầm vang bùng nổ. Ầm. Lấy cô ấy làm trung tâm, khu vực đó như vừa có quả bom nguyên tử nổ tung, một đám mây nấm màu đen mọc lên. Lão tổ quỷ Y Môn lên tiếng, con điên kia muốn tự bạo, phóng ra tất cả kịch độc trong cơ thể. Nghĩ đến hậu quả của việc này. Sắc mặt lão tổ quỷ Y Môn tái nhợt, đáng chết. Nếu cô ta làm như vậy, tất cả sự sống trong phạm vi 10.000 dặm xung quanh đều sẽ bị độc chết. Cái gì? Đám người nhà họ Thương, nhà họ Hùng, nhà họ Phương, nhà họ Nguyên, nhà họ Từ suýt chút nữa xón ra quần. Thạch bà gào thét, nữ hoàng độc tiên, mẹ nó mày bị điên à? Mày không sợ trời phạt sao? Khuôn mặt nữ hoàng độc tiên tươi cười như hoa, tiểu sư đệ chết rồi, tôi còn sợ gì trời phạt nữa? Chẳng qua. Nụ cười này tràn ngập tiêu điều. Lăng Thăng Long tức giận, gân xanh nổi lên, mày và Diệp Bắc Minh điên rồ y như nhau. Người nhà họ Lăng còn chờ cái gì nữa? Chạy, chạy mau. Ngạo Cửu Thiên cũng hét lên như vậy, đi, tất cả người nhà họ Ngạo lùi ra khỏi Trụy Long Cốc cho tôi. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Ai nấy cũng chạy trối chết như con ruồi không đầu. Tiểu độc tiên sư tỷ, đừng mà. Đúng lúc này. Một tiếng gào thét đau lòng truyền đến. Mọi người chưa kịp phản ứng. Vèo. Một bóng người đầy máu đâm thủng một con đường xuyên qua đám người. Phụt phụt phụt. Những người tu võ bị bóng dáng này đâm phải lập tức biến thành một đám xương máu trong tức khắc. Mọi người biến sắc, nhìn vào trong cốc. Không khỏi ngây dại. Chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện bên người nữ hoàng độc tiên, trực tiếp ôm lấy cô ấy. Diệp Bắc Minh, mày không chết. Lăng Yên lập tức nhận ra thanh niên, giọng nói run rẩy. Thạch bà kinh hoàng, cái gì? Lão tổ quỷ Y Môn kinh ngạc, cậu ta chính là Diệp Bắc Minh. Khí thế Ngạo Cửu Thiên hùng hổ, nhìn chòng chọc vào thanh niên kia, không sai, chính là cậu ta đã giết con trai Ngạo Chi Phàm của tôi, dù cậu ta có hóa thành cho thì ông đây cũng nhận ra. Diệp Bắc Minh, đây chính là Diệp Bắc Minh, đôi mắt già nua của Lăng Thăng Long tràn ngập tơ máu, Thiên Nhi chết dưới tay cậu ta. Tên chó này thật sự đắc tội vô cùng nhiều người. Yên Nhi, không phải cháu bảo cậu ta bị một tiền bối cảnh giới thần chủ một phát đập chết sao? Lăng Yên hồ đồ, ông cố, cháu cũng không biết tình huống gì đang diễn ra nữa. Có điều Yên Nhi có thể thề, cháu tận mắt nhìn thấy cảnh đấy. Lúc ấy Ngạo tiền bối và Lãnh tiền bối cũng có mặt tại đó. Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần gật đầu. Tỏ vẻ quả thực có chuyện như vậy. Ngạo Cửu Thiên nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ vì sao mà tên này không chết, hôm nay cậu ta dám xuất hiện ở chỗ này thì chắc chắn phải chết. Ồ, lúc này, mặt mũi lão tổ quỷ Y Môn tràn ngập nghi hoặc kỳ lạ. Sao vậy? Mọi người nhìn lão ta. Sắc mặt lão tổ quỷ Y Môn ngưng trọng, kịch độc trên người nữ hoàng độc tiên được mệnh danh là kịch độc đứng đầu thiên hạ trong đại lục chân võ. Dù là cảnh giới thần chủ cũng không ngăn nổi. Mà tên Diệp Bắc Minh lại gần cô ta lâu như vậy, thế mà không có việc gì. Chẳng lẽ không kỳ lạ sao? Ai cũng sững sờ. Một giây sau. Tạch. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai người Diệp Bắc Minh và nữ hoàng độc tiên. Chỉ thấy. Vẻ mặt của Diệp Bắc Minh trông vô cùng nặng nề, sư tỷ tiểu y tiên, chị sẽ không chết đâu. Tiểu y tiên lắc đầu, tiểu sư đệ à, vô ích thôi. Em mau đi đi. Chị vẫn có thể kiềm chế được bản thân. Chị sẽ cố gắng kéo dài một khắc đồng hồ cho em mau đi đi. Nụ cười dịu dàng hiện ra trên gương mặt đầy lạnh lùng của Diệp Bắc Minh, em sẽ không để chị chết đâu, thần chết cũng không thể bắt chị đi. Vừa dứt câu,
anh phất tay ngay. Giọt máu rồng cuối cùng hiện ra trong tay anh. Một luồng hơi thở sinh mệnh vô cùng tinh khiết thình lình trào dâng, phóng ồ ạt ra ngoài như sóng thần. Cái gì thế kia? Đồng tử Ngạo Cửu Thiên co rụt lại. Lăng Thăng Long nuốt nước miếng cái ực, nguồn năng lượng sinh mệnh thật là bàng bạc, hình như còn kinh khủng hơn dược liệu 10.000 năm trở lên nữa. Thạch bà chỉ biết nhìn đăm đăm vào đó không tài nào rời mắt được, thứ tốt đấy, hình như là tinh huyết của một loại ma thú thì phải. Máu rồng ư? Giọng nói của lão tổ quỷ Y Môn run rẩy vang lên. Cái gì cơ? Máu rồng ấy hả? Soạt! Trong chớp mắt, mấy ngàn cặp mắt đổ dồn về phía giọt máu rồng đang lơ lửng trên lòng bàn tay của Diệp Bắc Minh. Thạch bà vô cùng kích động, ông không đùa tôi đấy chứ? Thứ đó là máu rồng thật à? Ngạo Cửu Thiên cũng hào hứng đến mức lạc cả tiếng, ông có chắc đấy là máu rồng thật không? Chuyện này quá khó tin. Rồng! Đấy chính là thần thú của thời đại thượng cổ. Truyền thuyết về máu rồng đã được lưu truyền trong giới võ đạo từ ngàn đời xưa đến nay rồi. Ánh mắt của Lăng Thăng Long hiện lên sự nghiêm túc chưa từng có, lão tổ quỷ Y Môn, tại sao ông biết đến máu rồng? Lão tổ quỷ Y Môn nhìn chằm chằm vào giọt máu rồng một cách thèm thuồng, trong quỷ Y Môn có ghi chép về máu rồng, rằng nếu như người tu võ uống một giọt máu rồng thì thiên phú tu võ của người đó sẽ được đề cao đáng kể. Hơn nữa, từ tốc độ, sức mạnh, khả năng cảm nhận cho đến sức lĩnh ngộ đều sẽ được tăng cường. Một giọt máu rồng chứa đựng sức mạnh đủ để làm long trời lở đất. Giọng thạch bà khản đặc, bà già này muốn có giọt máu rồng đó. Họ thấy một bóng dáng bay vút qua thật nhanh. Trong chớp mắt thạch bà đã xuất hiện sau lưng Diệp Bắc Minh, nét mặt bà ta trông thật dữ tợn, thằng danh con kia, mày không xứng đáng có được thứ này. Đưa đây cho tao. Thạch bà tham lam giơ tay lên, tóm lấy giọt máu rồng trong tay Diệp Bắc Minh. Đối với bà ta, Diệp Bắc Minh chỉ mới đến cảnh giới hợp nhất mà thôi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng ngoái đầu lại, chắc hẳn bà đã đóng góp rất nhiều công sức vào việc dồn sư tỷ của tôi vào bước đường này nhỉ. Anh lật cổ tay lại. Kiếm Đoạn Long đột nhiên xuất hiện. Anh vung một nhát kiếm. Thạch bà giật thót thấy rõ, bà ta cảm giác cứ như mình đang bị thần chết nhìn chòng chọc vậy. Bà ta định đưa tay ra để phản kháng. Phập! Thế nhưng thạch bà lại bị Kiếm Đoạn Long chém thành một bãi xương máu. Sao cơ? Một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc bao trùm nơi đây. Thạch bà có cảnh giới thánh chủ đỉnh phong, chỉ còn cách cảnh giới thần vương một bước nữa mà thôi. Ấy vậy mà bà ta lại bị Diệp Bắc Minh giết thật gọn ghẽ chỉ bằng một nhát kiếm. Khóe mắt Ngạo Cửu Thiên giật giật, thằng nhóc này không tầm thường chút nào. Khoan đã! Ông ta gào lên, cái hôm ở vùng đất Nhật Lạc, không phải thằng nhóc này mới đến cảnh giới tiên thiên sơ kỳ thôi hả? Sao hôm nay đùng cái biến thành cảnh giới hợp nhất rồi? Lăng Thăng Long ngây ra như phỗng, ông nói gì cơ? Yên Nhi, ông ta nói thật sao? Bấy giờ Lăng Yên cũng lấy lại tinh thần, ông nội, tiền bối Ngạo nói thật đấy ạ. Diệp Bắc Minh, vào lần đầu tiên cháu gặp hắn ta. Quả thật hắn ta chỉ mới đến cảnh giới tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Sao, sao chuyện này có thể xảy ra được? Chưa đến nửa tháng trôi qua mà hắn ta đã từ tiên thiên sơ kỳ tiến vào cảnh giới hợp nhất rồi ư? Những một cảnh giới lớn đấy. Tất cả những người tại đây đều bàn tán xôn xao, không một ai tin rằng đây là sự thật. Đối với người tu võ bình thường, sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, 100 năm tăng một cảnh giới nhỏ là đã tính là nhanh rồi. Còn đây tăng một cảnh giới lớn chỉ trong vòng nửa tháng ư. Đúng là trái với lẽ thường mà. Đôi mắt lão tổ quỷ Y Môn đỏ ngầu như máu, máu rồng, nhất định là nhờ máu rồng. Diệp Bắc Minh đã uống máu rồng nên mới nhận được nhiều ích lợi như vậy. Vù, 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 vù. Ngay sau đó, mấy ngàn cặp mắt lại ồ ạt đổ dồn về phía Diệp Bắc Minh, nhưng lần này còn toát lên vẻ tham lam mãnh liệt hơn trước đó nữa. Không ngờ sức mạnh của huyết rồng lại mạnh mẽ đến như vậy. Một kẻ cảnh giới hợp nhất như hắn ta mà lại có thể giết chết võ giả cảnh giới thánh chủ kia, mặc dù thạch bà đang bị thương nhưng như thế cũng quá khủng khiếp rồi. Hắn ta còn đang cầm kiếm long đồ trong tay nữa, nhất định thằng danh này cất giấu nhiều bí mật lắm. Bắt tên này, hắn ta có giá trị hơn nữ hoàng độc tiên nhiều. Ánh mắt của ai nấy cũng long sòng sọc, ngập tràn sự thèm thuồng và kích động. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đút máu rồng cho tam sư tỷ ăn.
một người đàn ông trung niên thuộc nhà họ Thương ra tay mà không chút khoan nhượng, ôn con, dừng tay, để máu rồng lại. Thương Vân Trưởng, ông ta gào thét thật to. Một cơn gió lốc dữ dội xoáy thẳng về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lạnh lùng quay đầu lại, một vầng huyết quang ngút trời bùng lên từ đằng sau. Kiếm Đoạn Long chém xuống. Gào. Tiếng rồng gầm thét vang lên. Một con huyết long lao ra từ trong vầng huyết quang bàng bạc đến mức như muốn che lấp cả bầu trời sau lưng anh, làm vỡ tan Trưởng Phong ngay tại chỗ. Sau đó, nó tàn nhẫn chém người đàn ông trung niên thuộc nhà họ Thương. Không. Đồng tử của người đàn ông trung niên thuộc nhà họ Thương co rút, ông ta bàng hoàng thét lên thật to. Một tiếng nổ động trời dội tới, người đàn ông trung niên đến từ nhà họ Thương nổ banh xác trong chớp mắt. Diệp Bắc Minh bật thốt một câu, sư tỷ tiểu độc tiên, chị chữa thương trước đi, giao những kẻ này cho em. Thế rồi anh bước lên một bước, xông vào bọn nhà họ Thương như thần chết. Á! Một loạt tiếng la gào thảm thiết vang lên không dứt. Vô số cánh tay, cánh chân cụt nổ tung hòa cùng xương máu, mới có vài giây ngắn ngủi trôi qua mà hơn trăm người đã chết oan chết uổng. Trời đất! Những người thu võ còn lại đều hít sâu một hơi, rợn cả ra đầu. Những người này đều là người thu võ từ thánh cảnh trở lên cơ mà. Thế mà Diệp Bắc Minh lại có thể chém chết hơn trăm người chỉ trong chốc lát ư. Đúng là kinh khủng. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh trở nên tối tăm, nhìn hai người Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần lại gặp nhau rồi. Lúc ở vùng đất tử vong, tôi không giết chết các ông nên các ông mới được sống lâu thêm mấy ngày. Khuôn mặt già cỗi của Ngạo Cửu Thiên sa sầm xuống, Diệp Bắc Minh. Nếu hôm đó không nhờ một tiền bối bí ẩn ra tay thì mày đã chết từ lâu rồi. Tiền bối bí ẩn ấy hả? Diệp Bắc Minh cười chế nhạo. Anh lấy mặt nạ và chiếc nón rộng vành ra đội, ý ông là cái này à? Sao có thể? Ngạo Cửu Thiên thẳng thốt. Lãnh Vô Thần yên lặng suốt từ nãy đến giờ nghiến răng nghiến lợi, thằng xúc sinh, hóa ra là mày giả thần giả quỷ à? Diệp Bắc Minh nở nụ cười lạnh như băng, hôm nay... Tất cả những kẻ làm sư tỷ ta bị thương, cùng với thế lực đứng sau các ông, đều phải chết. Sư tỷ đã đối đầu với các ông vì tôi sẽ tiêu diệt toàn tộc các ông vì chị ấy. Một tiếng gầm thét vang lên. Làn xương máu và ma khí sau lưng anh bắt đầu trào dâng. Gào. Hai tiếng rồng gào rú vang lên cùng một lúc. Một con huyết long và một con tổ long màu đen xuất hiện. Diệp Bắc Minh vận hành đồng thời Long Đế Quyết, Cửu U Thần Ma Quyết và Thiên Ma Cửu Biến. Một cơn lốc xoáy màu đen hình thành sau lưng anh, một con mắt đèn ánh màu đỏ rực xuất hiện ở trung tâm cơn lốc. Trông nó sâu hun hút như vực thẳm vậy. Giết! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tiếng hét long trời lở đất, khiến quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Đám người Lăng Thăng Long, Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần sợ tới mức lùi ra sau, khủng khiếp thế. Rốt cuộc thằng nhóc này là quái vật gì vậy? Chúng ta mà sợ thằng đó à? Thằng khỉ này đang làm lố lên thôi. Chúng ta có đến mấy ngàn người lận mà, cùng nhau ra tay thì sợ gì không giết được cậu ta? Giết! Cuộc chiến bùng nổ, mấy ngàn người đồng thời ồ ạt xông lên. Nơi đây đã trở thành một mớ bòng bong. Diệp Bắc Minh quát to, huyết long và hắc long cuốn lấy kiếm khí khắp trời, nhào vào đám đông. Mở ra một đường máu chỉ trong tích tắc. Thế rồi chúng xoay người, bay tới đám đông một lần nữa. Lặp đi lặp lại mười mấy lần như thế, không ngờ mấy ngàn người nay chỉ còn lại chưa đến trăm người. Những người thu võ may mắn sống sót đều tái mặt. Giờ phút này, toàn thân Diệp Bắc Minh thấm đẫm máu tươi. Làn xương máu bao phủ đằng sau anh, cả bầu trời cũng bị nhuốm màu đỏ máu. Ác ma, thằng nhóc này là ác ma. Chạy, chạy mau. Mấy chục người điên cuồng chạy ra khỏi Trụy Long Cốc. Lão tổ quỷ Y Môn cũng bỏ chạy theo. Nhưng giọng nói của Diệp Bắc Minh lại như truyền đến từ địa ngục, tất cả chúng mày đều phải chết. Xẹt! Một luồng kiếm khí màu đỏ tươi chém vào không khí, giết chết mấy chục người đang chạy trối chết. Kế đó, anh bước ra một bước, đi đến trước mặt Lăng Thăng Long rồi chém một nhát kiếm xuống. Lăng Thăng Long đã bị thương từ nãy, ông ta giận dữ gầm thét, thằng danh kia. Mày tưởng lão già này ăn chay chắc? Cút ngay cho tao. Ông ta quét ngang cự kiếm. Tiếng keng giòn giã vang lên, thanh kiếm khổng lồ nổ tung. Lăng Thăng Long bị đánh bay ra ngoài, bị kiếm khí chém cơ thể ra làm hai nửa.
Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, dẫm xuống. Lăng Thăng Long há miệng, khoan. Xì. Đầu ông ta bung bét như dưa hấu vậy. Ông nội. Lăng Yên bàng hoàng la lên thất thanh. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn cô ta lấy cái nào, tiện tay vung một nhát kiếm. Lăng Yên thoát cái biến thành làn xương máu. Ông Lăng. Con người ngạo cửu thiên co rút, chưa kịp thốt nổi câu nào. Diệp Bắc Minh đã đi sồng sộc tới, bộ kiếm Đoạn Long đang cầm trên tay xuống một cách hùng hổ. Ngạo cửu thiên thừa biết kiếm Đoạn Long có uy lực nhường nào, ông ta hốt hoảng lùi về phía sau. Ông ta la oai oái, Diệp Bắc Minh, mày có biết mình đang làm gì không đấy? Tao là người của gia tộc thượng cổ đấy, mày không thể trêu vào được đâu. Diệp Bắc Minh bật cười nhạo báng, gia tộc thượng cổ. Tôi không trêu được. Mới nửa ngày trước thôi tôi còn đi ra từ gia tộc thượng cổ là nhà họ Chu đây này. Ngay cả người đứng đầu nhà họ Chu, Chu Hiếu Thiên cũng bị tôi giết, lão tổ cảnh giới thần chủ Chu Nhân Kiệt cũng đã chết trong tay tôi. Thì nhà họ Ngạo ông là cái thá gì chứ? Còn ai mà tôi không dám giết đâu hả? Giờ phút này, Diệp Bắc Minh cứ như chiến thần trên cửu trọng thiên vậy. Vô địch, không ai có thể chống cự lại nổi. Mày nói gì cơ? Mặt mày Ngạo cửu thiên tái mét, ông ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, không thể nào. Tao không tin. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi cần ông tin chắc, tôi chỉ cần ông chết thôi. Kiếm Đoạn Long nghiền ép xuống, Ngạo cửu thiên chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Ông ta còn không có cơ hội gào thảm đã trực tiếp nổ tung. Diệp Bắc Minh không nhìn ông ta thêm một cái nào nữa, mà đi đến trước người lãnh vô thần, không nói lời nào, giả thâm trầm đúng không? Tôi không có. Lãnh vô thần cảm nhận được khí tức cường đại của Diệp Bắc Minh, con người điên cuồng co vào. Nhưng mà đã trễ, kiếm Đoạn Long trực tiếp chém ông ta thành hai khúc. Trong nháy mắt Ngạo cửu thiên và lãnh vô thần chết đi, trong một thành trì cực kỳ cổ xưa nào đó. Trong một cung điện nguy nga. Răng rắc, hai tiếng giòn vang liên tiếp truyền đến. Bố, sư phụ, một người đàn ông cực kỳ trẻ tuổi bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt Ngạo Tuyệt toàn là tơ máu đỏ rực, đều đã ngã xuống. Làm sao có thể? Có ai có thể giết hai người được? Có ai dám giết hai người? Phụt! Bởi vì quá mức giận dữ, hắn ta lập tức phun ra một ngụm máu. Một giây sau, một bức tượng thần màu đen được cung phụng trong cung điện rung động, một bóng người già nua hiện ra giống như là hình chiếu. Giọng nói uy nghiêm vang lên, đồ nhi, con đang ở thời khắc quan trọng trong lúc bế quan. Vì sao đột nhiên lại có tâm trạng táo bạo như vậy, vì sự ở đại lục thượng cổ cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của con. Nhớ kỹ, người tập võ không thể dễ dàng giận dữ như thế. Một khi con nổi giận, sẽ có vô số sơ hở. Đôi mắt Ngạo Tuyệt như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm hư ảnh trước mắt, sư phụ, đồ nhi thật sự không nhịn được. Bố của con, còn có một vị ân sư dẫn dắt con đi đến con đường tu võ đều đã ngã xuống. Con có thể cảm nhận được bọn họ bị người ta giết chết. Hư ảnh không có chút dao động nào, chỉ phun ra một chữ ồ. Ngạo Tuyệt nổi gân xanh, sư phụ, xin hãy cho con xuất quan đi. Con muốn rời khỏi đây, con muốn đi báo thù cho bố và ân sư. Hư ảnh lạnh lùng nói, bây giờ là lúc quan trọng, nếu như con không tiến vào cảnh giới thần vương, vi sư sẽ không cho con rời khỏi nơi này. Nhưng mà... Ngạo Tuyệt gào thét một tiếng, sư phụ, bố và ân sư của con đều chết rồi. Ngay cả hung thủ là ai con cũng không biết. Người bảo con phải yên tâm ở đây tu võ như thế nào. Hư ảnh cười, con muốn biết là ai giết bọn họ, việc này còn không đơn giản sao. Đôi mắt Ngạo Tuyệt đỏ bừng, sư phụ, ý của người là. Hư ảnh hờ hững nói, con hãy lấy một thứ của bố và ân sư con ra, vi sư sẽ tái hiện lại cảnh tượng vào lúc bọn họ tử vong cho con. Ngạo Tuyệt sửng sốt, sau đó nhanh chóng lấy một cái trống bỏi và một cái kiếm gỗ từ trong nhẫn chữ vật ra. Trống bỏi là bố con tặng cho con. Kiếm gỗ là ân sư tặng lúc dạy con tập võ. Bên trong hư ảnh bộc phát ra một luồng ánh sáng. Rơi vào trong trống bỏi và kiếm gỗ. Cả hai bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt. Bên trong ngọn lửa xuất hiện thị giác của Ngạo Cửu Thiên và lãnh vô thần trước khi tử vong. Một thanh niên cực kỳ lạnh lùng xuất hiện ở trong ngọn lửa. Anh cầm một thanh trường kiếm màu đen có long văn quấn quanh, không có chút cảm xúc nào giết chết hai người. Tôi chẳng cần biết cậu là ai,
nhất định tôi cũng sẽ khiến cậu nếm thử mùi vị người thân chết đi. Mái tóc dài đen nhánh của Ngạo Tuyệt dựng thẳng lên, hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Bên trong Trụy Long Cốc hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này, cả người Tiểu Độc Tiên dâng lên lực lượng sinh mệnh cường đại, ngọn lửa thiêu đốt tất cả quần áo trên người cô ấy. Da thịt trên người cô vốn hóa thành màu đen bởi vì kịch độc. Giờ phút này đã biến trở về màu sữa bò. Da thịt mềm mại không tì vết. Diệp Bắc Minh trợn cả mắt lên nhìn. Đột nhiên, bịch bịch bịch, những tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Diệp Bắc Minh nhướng mày, phóng ra một luồng ma khí màu đen bao vây lấy Tam Sư Tỷ. Tôn Kiếm Khung dẫn theo đám người võ đạo Minh Khoan Thai tới chậm. Nơi đây chỉ còn lại thi thể cùng máu tươi đầy đất. Đám người võ đạo Minh sợ ngây ra. Bọn họ nhìn Diệp Bắc Minh đứng trước một đám ma khí màu đen kia, cậu Diệp, người đâu hết cả rồi. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, đều bị tôi giết rồi. Cái gì? Cả người Tôn Kiếm Khung cứng ngắc giống như gặp quỷ cậu. Cậu nói cái gì? Đám nguyên lão khác của võ đạo Minh cũng hoàn toàn hóa đá, cứng ngắc đứng tại chỗ. Tiểu sư đệ. Lúc này, một giọng nói vang lên. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn đám người Tôn Kiếm Khung một chút, mấy người còn không rời đi. Vâng, vâng, vâng. Đám người võ đạo Minh không dám thất lễ, nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, bước một bước vào bên trong ma khí. Tiểu Độc Tiên đã sớm lấy một bộ quần áo ra mặc vào. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh hơi biến hóa. Tiểu Độc Tiên cười khúc khích, sao vậy tiểu sư đệ, nhìn vẻ mặt của em thì có vẻ có chút thất vọng nhỉ. Diệp Bắc Minh liền vội vàng lắc đầu, không có, tuyệt đối không có. Đúng rồi Tam Sư Tỷ, sao chị lại ở vùng đất Nhật Lạc? Lúc em đến vùng đất Nhật Lạc, sao chị lại không ra gặp em? Làm hại em gây ra chuyện lớn như thế. Tiểu Độc Tiên nhìn Diệp Bắc Minh, là mẹ em bảo chị ở vùng đất Nhật Lạc chờ em, thuận tiện đi làm một chuyện cho em. Chuyện gì? Diệp Bắc Minh sững sờ. Tiểu Độc Tiên thần bí cười một tiếng, chuyện này, tiểu sư đệ đã tự hoàn thành rồi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, hả? Tiểu Độc Tiên che miệng cười khẽ, nào còn có dáng vẻ của nữ hoàng Độc Tiên, mẹ em bảo chị ở lại vùng đất Nhật Lạc để trông coi rồng đen. Chờ đợi một ngày nào đó, em có thể đạt được truyền thừa của rồng đen. Tiểu sư đệ, ngay cả máu rồng mà em cũng có thể lấy được. Chắc hẳn truyền thừa và long châu của rồng đen đều đã rơi vào trong tay em đi. Diệp Bắc Minh ngây người. Vẻ mặt anh không dám tin, chẳng lẽ tất cả những điều này đều là do mẹ em sắp xếp? Đúng vậy. Tiểu Độc Tiên gật đầu. Diệp Bắc Minh không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ rồng đen bị trấn áp bên trong pháp trận cũng có liên quan đến mẹ em sao? Tiểu Độc Tiên lại lắc đầu, cũng không phải, rồng đen là thần thú. Nghe nữ chủ nhân nói, nó bị một vị cường giả cực kỳ khủng bố trấn áp ở trong trận pháp. Bà ấy chỉ tình cờ gặp được rồng đen, cho nên nó đã thành lập hiệp nghị với bà ấy. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra. Tiểu Độc Tiên cười nói, bây giờ, tiểu sư đệ đã có được truyền thừa và long châu của rồng đen. Chỉ cần mỗi ngày hấp thu năng lượng bên trong long châu, cảnh giới chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, Tam Sư Tỷ, chỉ sợ chuyện này không giống như chị nghĩ đâu. Sao vậy? Tiểu Độc Tiên bất ngờ hỏi. Diệp Bắc Minh giải thích, em đã bái rồng đen tiền bối làm sư phụ, mặc dù ông ấy đã chết, nhưng ông ấy đã là vị sư phụ thứ 101 của em rồi. Đồng thời, em cũng không tiếp nhận truyền thừa của rồng đen sư phụ. Còn nữa, em đã đồng ý với rồng đen sư phụ sẽ đưa Long Châu về tộc rồng đen nguyên vẹn. Để trả công, em chỉ cần 10 giọt máu của sư phụ rồng đen. Tiểu Độc Tiên ngây người, cái gì? Tiểu sư đệ, em, ôi trời! Cô ấy giận dữ dậm chân một cái, em bị lừa rồi. Con rồng đen này đúng là đáng ghét, nó đã thành lập hiệp nghị với nữ chủ nhân rồi. Nó phải tặng cả truyền thừa và long châu của tộc rồng đen cho em. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tiểu Độc Tiên tỏ ra tự trách, đều tại chị, là chị không nói rõ ràng với em từ trước. Làm em bị thua thiệt lớn. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, Tam Sư Tỷ, nếu như không có 10 giọt máu rồng. Những sư tỷ khác sẽ không có cách nào khôi phục thương thế như cũ, hôm nay chỉ sợ chị cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Em cũng không cảm thấy thua thiệt, ngược lại cảm thấy đây chính là chuyện mà ông trời đã quyết định từ trước. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh lạc quan như thế, Tiểu Y Tiên thở dài một hơi, sư đệ ngốc.
đột nhiên, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Ầm ầm, Trụy Long Cốc xảy ra biến cố. Mặt đất rung động kịch liệt, nứt ra từng cái hố đáng sợ. Gào, một tiếng rồng gầm truyền đến, một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Thế mà máu tươi trên mặt đất lại chảy vào trong khe hở, chui vào trong lòng đất trong nháy mắt. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con, dưới mặt đất có cái gì đó. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nóng như lửa đốt, tôi cũng cảm nhận được rồi. Một giây sau, con mắt thần ma ở giữa trán anh mở ra. Trong đầu hiện ra hình tượng sâu dưới lòng đất, chỉ thấy một hư ảnh huyết long vô cùng to lớn ngưng tụ thành hình. Nó giống như là một vòng xoáy khổng lồ, hấp thu toàn bộ máu tươi của mấy chục ngàn người tu võ trên mặt đất. Đây là cái gì? Trong lòng Diệp Bắc Minh chấn động. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vô cùng kích động, nhóc con, mẹ nó cậu đúng là nghịch thiên. Đậu má! Ngay cả bản tháp cũng phải cho rằng cậu tuyệt đối là kẻ may mắn. Trên mặt Diệp Bắc Minh tràn đầy nghi hoặc, sao vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kích động, sao vậy á? Cậu có biết hư ảnh huyết long dưới mặt đất là cái gì không? Là cái gì? Đây là một long hồn. Long hồn. Đúng vậy, đây là một long hồn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhanh chóng giải thích, nhóc con, khí vận của cậu không hề tầm thường đâu. Ở nơi này vừa vặn có một long hồn, hơn nữa đã ngủ say vô số năm. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác còn có mấy chục ngàn người tu võ chết ở đây. Mà lại đều là đỉnh tiêm người tu võ, nếu như là phổ thông người tu võ, dù là chết trăm vạn người đều chưa đủ. Máu tươi của mấy chục ngàn người tu võ đã trùng hợp lầm con long hồn này tỉnh lại. Diệp Bắc Minh khó hiểu, cho dù là một long hồn, ông phải kích động như vậy sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gầm thét một tiếng, nhóc con, cậu thì biết cái quái gì? Bản tháp nói cho cậu biết, nhìn từ mức độ cường đại của con long hồn này, nó đã sống ít nhất là 100.000 năm trở lên. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt phun ra ba chữ, nói điểm chính. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giận dữ nhóc con, cậu có thể kiên nhẫn một chút hay không? Tôi chỉ nói cho cậu biết long hồn có thể hóa thành kiếm linh của kiếm đoạn long. Cái gì? Hô hấp của Diệp Bắc Minh dồn dập, kích động đến mức trái tim suýt nữa thì nổ tung. Anh há to miệng quát, đậu má, đậu má, đậu má. Sao ông không nói sớm? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông xác định sao? Con long hồn này có thể trở thành kiếm linh của kiếm đoạn long. Diệp Bắc Minh hoàn toàn kích động. Mặt đỏ tới mang tai. Há to miệng thở hổn hển. Ánh mắt cũng đỏ bừng. Tiểu độc tiên ở bên cạnh bị dọa, tiểu sư đệ, em làm sao thế? Em đang nói chuyện với ai vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Sư tỷ, em không sao. Hả? Mặc dù tiểu độc tiên cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lạnh một tiếng, nhóc con, không phải vừa rồi cậu còn rất bình tĩnh sao? Sao bây giờ lại không bình tĩnh nữa? Bản tháp có thể nói cho cậu biết một tin tức, con long hồn này chẳng những có thể trở thành kiếm linh của cậu, mà nó cũng có thể trở thành kiếm hồn của kiếm đoạn long. Diệp Bắc Minh nhướng mày, kiếm hồn là cái gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, kiếm hồn là thứ sau khi kiếm linh tiến hóa biến thành. Kiếm linh có thể để binh khí sinh ra ý thức, kiếm hồn giống như là con người có được linh hồn vậy. Nói một cách khác, tôi là tháp hồn của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Đậu má! Diệp Bắc Minh vô cùng mừng rỡ, tôi đã hiểu vì sao ông lại kích động như vậy rồi. Bởi vì tôi còn kích động hơn cả ông. Mau nói cho tôi biết. Phải dùng biện pháp gì mới có thể thu phục được con long hồn này? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phun ra một câu, biện pháp đơn giản nhất là đánh bại nó. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, chuyện xảy ra ở trong Trụy Long Cốc truyền đi như sóng biển. Gần như chỉ trong vòng một giờ, chuyện này đã truyền ra khắp những gia tộc thượng cổ như nhà họ Chu, nhà họ Lăng, nhà họ Ngạo. Lăng Thăng Long chết rồi. Ngạo Cửu Thiên cũng chết. Lãnh Vô Thần cũng đã chết. Thạch Bà Bà và Quỷ Y Môn lão tổ cũng ngã xuống. Đám người tu võ cấp cao của nhà họ Thương, nhà họ Hùng, nhà họ Phương, nhà họ Nguyên, nhà họ Hứa đều bị diệt toàn bộ. Sau khi đám nhân vật cấp cao của những tông môn và thế lực khác biết được việc này, tất cả đều há to miệng. Hoàn toàn nghẹn ngào. Nhà họ Đỗ, trong thư phòng của gia chủ. Một người đàn ông trung niên nhìn mật thám quỳ trên mặt đất, kinh hãi đứng lên.
đây là chủ nhân nhà họ Đỗ, Đỗ Vũ Hằng. Giờ phút này, trên mặt Đỗ Vũ Hằng toàn là vẻ không dám tin, mấy trăm ngàn người tu võ còn không thể giết chết một mình nữ hoàng độc tiên. Không thể nào. Mật thám quỳ trên mặt đất trả lời, gia chủ, ngài đoán đúng rồi. Đúng là không phải một mình nữ hoàng độc tiên giết hết những người này. Đỗ Băng Nhược ở bên cạnh nóng lòng nói, mau nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mật thám thấp giọng nói, bẩm tiểu thư, tôi mới nhận được tin tức mới nhất từ trong miệng một vị nguyên lão của võ đạo minh. Diệp Bắc Minh, là Diệp Bắc Minh làm. Cái gì? Đỗ Vũ Hằng ngây người, Diệp Bắc Minh, làm sao có thể? Không phải cậu ta mới vừa rời đi từ nhà họ Chu sao? Sao cậu ta lại đến Trụy Long Cốc? Đỗ Băng Nhược mở to đôi mắt đẹp, quả nhiên là anh ấy. Mật thám gật đầu, đúng vậy. Đỗ Vũ Hằng có chút choáng váng. Đỗ Băng Nhược ở bên cạnh kích động nhìn về phía Đỗ Vũ Hằng, bố, con nói không sai chứ. Trước đó bố hạ lệnh muốn truy sát nữ hoàng độc tiên, nếu không phải con ngăn lại, chắc chắn một đám cao thủ nhà họ Đỗ chúng ta cũng sẽ chết hết. Khuôn mặt già nua của Đỗ Vũ Hằng vô cùng nghiêm nghị, chỉ cảm thấy hoảng sợ, con nói đúng, kẻ này quả thật có chút nghịch thiên. Ánh mắt của Đỗ Băng Nhược ngưng tụ, bố, cơ hội của chúng ta đã đến rồi. Dù sao những gia tộc thượng cổ kia cũng không để ý đến nhà họ Đỗ. Không bằng chúng ta hãy hợp tác với Thanh Huyền Tông đi. Đỗ Vũ Hằng vô cùng quả quyết từ chối, không được. Ánh mắt Đỗ Băng Nhược đỏ bừng, bố, vì sao chứ? Đây là cơ hội tốt nhất, con gái cho rằng Thanh Huyền Tông dưới sự dẫn dắt của Diệp Bắc Minh, nhất định có thể vùng lên. Đỗ Vũ Hằng hừ lạnh một tiếng, con gái, con suy nghĩ nhiều rồi. Một mình Diệp Bắc Minh không có cách nào đối địch với gia tộc thượng cổ đâu. Nhà họ Ngạo và nhà họ Lăng còn chưa thật sự ra tay đâu, mặc dù Ngạo Cửu Thiên và Lăng Thăng Long đã chết. Nhưng mà, ông ta cười một tiếng đầy ẩn ý, con cho rằng Diệp Bắc Minh thật sự có tư cách chống lại nhà họ Ngạo và nhà họ Lăng sao? Căn cơ của gia tộc thượng cổ vô cùng khủng bố. 10 tên Diệp Bắc Minh chắc chắn cũng sẽ phải chết, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đỗ Băng Nhược gấp gáp. Nhưng mà bố, Diệp Bắc Minh tuyệt đối không phải người bình thường. Không phải chúng ta đã điều tra tin tức về anh ấy rồi sao? Anh ấy mới gia nhập Thanh Huyền Tông chưa được 3 tháng đã trở thành chủ nhân của Thanh Huyền Tông rồi. Đồng thời, tu vi của anh ấy cũng tăng lên quá nhanh. Trong tay anh ấy còn có những thứ vô cùng kinh khủng như kiếm long đồ, lôi bạo châu. Chứ đừng nói đến anh ấy còn có y thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần nữa. Con gái cho là người mà chúng ta nên nịnh bợ không phải Diệp Bắc Minh, mà là nhân vật sau lưng Diệp Bắc Minh. Đôi mắt đẹp của Đỗ Băng Nhược đỏ bừng, vô cùng nóng nảy. Sắc mặt Đỗ Vũ Hằng trầm xuống, được rồi, đừng nói nữa. Bố đã quyết định rồi. Lúc này, báo, lại một mật thám nữa xông tới. Quỳ xuống đất bịch một tiếng. Có chuyện gì, nói. Sắc mặt Đỗ Vũ Hằng vô cùng nghiêm túc. Mật thám nuốt nước miếng, hồi bẩm gia chủ, tin tức mới nhất. 7 vị lão tổ của nhà họ Chu hạ lệnh, bắt đầu từ 5 giờ trước đó. Diệp Bắc Minh đã được liệt vào danh sách những người mà nhà họ Chu không thể trêu chọc. Bất kỳ kẻ nào trong nhà họ Chu, thậm chí là bất kỳ tông môn, gia tộc, thế lực nào lệ thuộc vào nhà họ Chu. Bắt đầu từ 5 giờ trước, bất cứ ai gặp Diệp Bắc Minh cũng giống như gặp 7 vị lão tổ. Đỗ Vũ Hằng nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn ngây người cái gì? Đôi mắt đẹp của Đỗ Băng Nhược co rụt vào, bố, bố đã thấy chưa? Có lẽ nhà họ Chu đã biết một chút tình huống rồi. Đỗ Vũ Hằng á khẩu không trả lời được. Cộp cộp cộp. Lại một loạt tiếng bước chân đầy vội vã vang lên, thám tử thứ 3 của nhà họ Đỗ chạy sộc vào trong, báo. Báo cáo gia chủ, Trụy Long Cốc có biến. Đỗ Vũ Hằng giận dữ quát tháo, cậu không biết quy định nhà họ Đỗ viết gì à? Ai cho phép cậu chạy sồng sộc vào đây như thế? Một luồng uy áp khủng khiếp dội tới. Tên thám tử thứ 3 gần như nằm ngoặt ra đất, gã ta túa mồ hôi như suối, gia chủ, thuộc hạ biết lỗi. Khoan đã, lúc nãy cậu vừa mới nói gì, bấy giờ Đỗ Vũ Hằng mới phản ứng kịp. Tên thám tử thứ 3 run rẩy trả lời, báo, báo cáo gia chủ. Không đúng, câu sau ấy. Đỗ Vũ Hằng lắc đầu. Gã ta nói tiếp, Trụy Long Cốc có biến. Con người Đỗ Vũ Hằng bỗng co rút, mau nói đi, Trụy Long Cốc xảy ra chuyện gì? Tên thám tử thứ 3 đổ mồ hôi như suối, gia chủ,
cách đây 15 phút đã xảy ra một trận động đất tại Trụy Long Cốc. Thậm chí còn có tiếng rồng gào thét nữa, có người dùng lưu ảnh thạch ghi lại cảnh tượng đó. Gã ta vừa nói vừa dâng một cái lưu ảnh thạch lên. Đỗ Vũ Hằng rót chân nguyên vào lưu ảnh thạch. Hình ảnh khiến cả hai người run bần bật hiện ra trước mắt. Trong hình là một sơn cốc, đó chính là Trụy Long Cốc. Ảo ảnh của một con huyết long trông cực kỳ đáng sợ đang được ngưng tụ phía trên sơn cốc. Con huyết long ấy toát lên vẻ uy nghiêm không gì sánh được. Mặc dù đây chỉ là hình ảnh chiếu lại thôi nhưng hơi thở hùng mạnh của nó vẫn gây sức ép to lớn đến mức khiến hai bố con không tài nào thở nổi. Ảo ảnh một con huyết long ư? Bố ơi, chuyện này là sao thế? Đỗ Băng Nhược á khẩu, chỉ biết trợn mắt chân chối nhìn cảnh tượng ở phía đối diện. Đỗ Vũ Hằng cũng cực kỳ sửng sốt, nét mặt ông ta nặng nề, bố cũng không biết nữa, con mau đi mời ông chú tư của con tới đây. Dạ. Giọng Đỗ Băng Nhược vọng lại từ ngoài cửa, cô ta nhanh nhẹn rời khỏi đây. 15 phút sau, một ông lão với gương mặt nghiêm nghị mở cửa đi vào. Vũ Hằng, cậu tìm lão phu có chuyện gì không? Giọng một người đầy phàn nàn cất lên, lão phu đang định bế quan, từ nay về sau, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền lão phu. Đỗ Kiêu. Đây là một trong các lão tổ của nhà họ Đỗ, tính cách xem như khá hiền hòa. Cháu chào ông chú Tư. Đỗ Băng Nhược tiến lên cúi người chào hỏi. Đỗ Vũ Hằng liến thoáng bảo, ông chú Tư, cuối cùng ông cũng tới rồi. Mới vừa rồi. Ông ta kể lại đầu đuôi sự tình vừa xảy ra, đưa cả lưu ảnh thạch cho Đỗ Kiêu. Đỗ Vũ Hằng rót một luồng chân nguyên vào. Hình ảnh mới nãy lại được tái hiện. Chuyện này. Đỗ Kiêu trợn to hai mắt, ánh mắt lão ta ánh lên sự thèm thuồng cháy bỏng rất rõ, thậm chí hơi thở cũng trở nên dồn dập. Trời đất. Đỗ Kiêu hít một hơi thật sâu, trời đất, không ngờ truyền thuyết lại là thật. Long hồn, không ngờ đó lại là long hồn. Lão ta mừng đến mức khua chân múa tay, ha ha ha, trời giúp nhà họ Đỗ mình rồi. Đỗ Vũ Hằng và Đỗ Băng Nhược chố mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy cực kỳ rúng động. Đỗ Băng Nhược hỏi, ông chú Tư, long hồn nghĩa là gì ạ? Mặc dù Đỗ Kiêu đã già cỗi nhưng sự chấn động ấy vẫn làm lão ta run bần bật, lão ta lúc thì khóc, lúc thì cười phá lên, ha 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 ha. Đi thôi, mau đến Trụy Long Cốc, không có thời gian giải thích đâu. Nếu như nhà họ Đỗ có được mảnh long hồn này thì từ nay về sau, gia tộc thượng cổ gì đấy. Cũng chẳng là cái thá gì trước mặt nhà họ Đỗ cả. Cùng lúc đó, tại phòng họp của nhà họ Ngạo, những người ở đây mới vừa hay tin Ngạo Cửu Thiên đã chết trong tay Diệp Bắc Minh. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Xảy ra chuyện lớn rồi. Đột nhiên, một ông lão đẩy bật cửa ra, theo tin tức mới nhất, vừa có một long hồn xuất hiện tại Trụy Long Cốc. Cái gì cơ? Tất cả những ai có mặt tại phòng họp đều thẳng thốt đứng bật dậy. Đi thôi. Toàn bộ đổ xô ùa ra khỏi nhà họ Ngạo. Tại nhà họ Lăng. Sao cơ, long hồn à? Mau đến Trụy Long Cốc, nhất định không được để bọn chúng nhanh chân giành trước. Nhà họ Giả. Đến Trụy Long Cốc mau lên. Truyền thuyết là thật rồi. Cách đây trăm ngàn năm về trước, có một chân long chết tại Trụy Long Cốc thật. Gia tộc Đạm Đài. Đạm Đài Lâm vừa về đến gia tộc, chưa kịp báo cáo lên trên chuyện Diệp Bắc Minh. Thì tin tức phát hiện long hồn tại Trụy Long Cốc đã được truyền về. Đạm Đài Lâm kích động đến mức cơ thể mềm mại cũng run rẩy, long hồn ư. Đi thôi, đến Trụy Long Cốc nhanh lên. Đạm Đài Trần sửng sốt, chị Lâm, chúng ta không bẩm báo chuyện Diệp Bắc Minh à. Đạm Đài Lâm dậm chân một cái, đã phát hiện long hồn rồi thì chuyện gì cũng phải tạm gác lại hết. Một tên Diệp Bắc Minh nhỏ nhoi đâu có quan trọng bằng long hồn chứ. Tại nhà họ Chu, trong đại điện tiếp khách, một người phụ nữ toát lên khí chất duyên dáng, sang trọng mỉm cười, Lạc Ly khác hồi nhỏ thật đấy, thành thiếu nữ rồi đúng là khác hẳn. Chu Lạc Ly đoan trang ngồi tại chỗ, mỉm cười xem như đáp lại. Thanh niên ngồi cạnh người phụ nữ thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình qua ánh mắt rất rõ, Lạc Ly, từ nhỏ em và anh đã là thanh mai trúc mã rồi. Một khi chúng ta kết hôn với nhau thì cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ là một giai thoại trong số các gia tộc thượng cổ. Chu Lạc Ly hơi nhíu mày. Bóng hình Diệp Bắc Minh bỗng dưng vụt qua thật nhanh trong lòng cô ấy. Cô ấy càng thấy chán ghét tên thanh niên trước mặt hơn. Bỗng nhiên, báo cáo, lão tổ, xảy ra chuyện lớn rồi.
một người đàn ông trung niên xông vào. Ông lão ngồi trên ghế chủ tọa oai nghiêm quát tháo, cậu không thấy khách quý đang ở đây à? Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua người phụ nữ và thanh niên, ngập ngừng như muốn nói lại thôi, nhưng lão tổ, chuyện này. Đồng tử người phụ nữ khẽ nhúc nhích, lão tổ đỉnh phong, nếu có chuyện quan trọng xảy ra thì cứ nói, đừng ngại. Chất giọng đầy oai vệ của Chu Đỉnh Phong cất lên, nói đi. Người đàn ông hít sâu một hơi, phù, lão tổ, đã phát hiện một long hồn ở Trụy Long Cốc ạ. Hiện giờ, các gia tộc thượng cổ có tiếng cũng như các tông môn đứng đầu đang giáo giết kéo nhau đến Trụy Long Cốc. Trong thoáng chốc, bầu không khí trong đại điện yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều biến sắc. Người phụ nữ kích động đứng bật dậy, Dung Nhi, long hồn kìa. Cơ hội của con đã tới rồi, mau, đến Trụy Long Cốc thôi. Ngày hôm nay, tất cả các gia tộc thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy đều dục dịch vì tin tức. Sau khi biết một mảnh long hồn xuất hiện tại Trụy Long Cốc, các tông môn và thế lực đứng đầu ồ ạt tập trung tại đây. Thậm chí, ngay cả những người ở Thanh Huyền Tông khi nghe nói Diệp Bắc Minh đang ở Trụy Long Cốc. Các sư tỷ của Diệp Bắc Minh cũng giáo giết chạy đến. Giờ phút này, sâu trong Trụy Long Cốc, dòng máu toàn thân Diệp Bắc Minh gần như sôi trào. Anh cầm kiếm đoạn long trên tay, ngẩng đầu nhìn ảo ảnh long hồn đang lơ lửng giữa không trung. Phụt! Anh phun một ngụm máu tươi, long hồn này mạnh thật, đánh những 1798 hiệp. Tức là đánh tận 6 tiếng liền, thế mà nó vẫn chưa chịu đầu hàng là sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất lời, cậu tưởng long hồn giống thú hồn hả? Rồng là thần thú, làm gì có chuyện đầu hàng một cách dễ dàng như thế? Nhóc con, nhanh lên, có người tới kìa. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Trụy Long Cốc, nhà họ Đỗ là thế lực đầu tiên chạy đến hiện trường. Bọn họ bàng hoàng trông ra khoảng trời vời vợi nằm sâu trong Trụy Long Cốc. Ở đó, một con huyết long đang gầm thét giữa bầu trời đêm. Bên cạnh đó còn có một bóng người không thấy rõ mặt mũi, kẻ đó đang cầm một thanh kiếm đen chiến đấu với huyết long. Không ngờ là long hồn thật kìa. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Đỗ Kiêu đỏ bừng, đây là lần đầu tiên trong đời lão ta kích động đến như vậy. Đồng tử đục ngầu của lão ta co rụt, Đỗ Kiêu nhìn về phía các thành viên của Võ Đạo Minh, Tôn Kiếm Khung, người của Võ Đạo Minh các cậu ở đây suốt từ nãy đến giờ, cậu mau nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi. Tiền bối Đỗ Kiêu, Tôn Kiếm Khung nhận ra ông lão này. Đây là một trong những vị lão tổ với tu vi cảnh giới thần chủ của nhà họ Đỗ. Ông ta cảm nhận được sức ép lớn khủng khiếp đang đè nặng trên vai mình, chúng tôi cũng không biết nữa, anh Diệp đuổi chúng tôi ra khỏi Trụy Long Cốc. Chúng tôi vừa định đi về thì bên trong đã như vậy rồi. Những người tại đây tái mặt. Anh Diệp ư? Đỗ Kiêu trầm giọng hỏi. Tôn Kiếm Khung nuốt nước miếng, đúng vậy. Đỗ Kiêu không dám chậm trễ thêm một phút giây nào, đi mau. Nhà họ Đỗ vừa rời khỏi đây thì người của gia tộc Đạm Đài vừa kịp chạy tới. Dò hỏi Tôn Kiếm Khung mấy câu như thường lệ, sau khi nghe nói người của nhà họ Đỗ đã tiến vào Trụy Long Cốc. Ai nấy cũng biến sắc, nhanh lên, đừng để bọn nhà họ Đỗ nhanh chân giành trước. Kế đó, một đám lão già của nhà họ Dạ chạy tới hiện trường, thấy huyết long trên bầu trời Trụy Long Cốc, con người họ đều co rút lại. Bọn họ ba chân bốn cẳng lao vào cốc. Một giây sau đó, Chu Cửu U của nhà họ Chu đích thân dẫn người chạy đến hiện trường, tiến vào Trụy Long Cốc. Người của nhà họ Ngạo và nhà họ Lăng cũng đã xuất hiện, vẻ lạnh lùng vốn hiện hữu trên mặt họ nay đã biến mất tăm. Không lâu sau, người của nhà họ Chu cũng đã tới. Chu Lạc Ly vừa nhìn thấy thân hình giữa không trung thì ngay lập tức thét lên, là tiểu sư đệ. Người phụ nữ theo nhà họ Chu đến đây kích động đến mức cả người run rẩy, đúng là long hồn thật rồi, nhìn vào hơi thở của long hồn này, nó ít nhất cũng được 100.000 năm rồi. Dung Nhi, cơ hội của con đến rồi. Dư Thục Nhàn hào hứng tới nỗi lồng ngực cũng run run. Nào, mau vào đây với mẹ. Thanh niên kế bên mặt đỏ tía tai, vâng, thưa mẹ. Vụt, vụt, hai bóng người kế bên chợt lóe lên rồi biến mất. Không thèm ngó ngàng gì đến các thành viên trong nhà họ Chu. Lão tổ, hai mẹ con này thật là quá đáng. Thái độ gì thế, có đại lục thượng cổ làm chỗ dựa thì hay lắm à? Đúng đấy, chẳng biết bọn họ xem nhà họ Chu chúng ta ra gì nữa. Một số người trong nhà họ Chu tỏ ra giận dữ. Chu Đỉnh Phong khẽ lắc đầu, thôi, chúng ta cũng vào đi.
Một giọng nói đầy bất ngờ xen lẫn vui mừng vang lên từ đằng sau Chu Lạc Ly, tứ sư tỷ, đúng là chị thật này. Cô ấy quay đầu lại. Hóa ra là người của Thanh Huyền Tông đang khoan thai đi tới. Tiểu Thập, Tiểu Cửu, Tiểu Bát, Tiểu Thất, Tiểu Ngũ, sao các em lại đến đây? Chu Lạc Ly hết sức kích động. Cô ấy tiến lên một bước, đi đến bên cạnh mọi người. Liễu Như Khanh nắm lấy bàn tay của Chu Lạc Ly, tứ sư tỷ, lâu rồi không gặp. Tứ sư tỷ, thật tốt quá, chị cũng ở đây. Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Vương Như Yên và Khương Tử Cơ vây quanh Chu Lạc Ly. Mãi đến lúc này các tỷ muội mới có dịp gặp nhau nên họ vui mừng khôn xiết. Tứ sư tỷ, bọn em nghe nói tiểu sư đệ đang ở Trụy Long Cốc nên mới đến đây. Sao tứ sư tỷ cũng ở đây thế ạ? Chu Lạc Ly khẽ mỉm cười, chị đi cùng gia tộc đến đây. Sau đó cô ấy nhìn về phía nơi người của nhà họ Chu đang đứng. Chu Đỉnh Phong lên tiếng, được rồi, Lạc Ly. Các cháu đợi chuyện này kết thúc rồi ôn chuyện thì lão phu sẽ không phản đối đâu. Chuyện long hồn hết sức quan trọng, đi vào đã rồi tính sau. Chu Lạc Ly gật đầu, vâng, lão tổ. Sau khi giải thích đôi ba câu với sư muội, cô ấy trở về với đám người nhà họ Chu rồi nhanh chóng tiến vào Trụy Long Cốc. Người của Thanh Huyền Tông thấy vậy thì cũng theo họ đi vào. Trong Trụy Long Cốc lúc này người đông như mắc cửi. Trên bầu trời đêm thăm thẳm ở đằng trước, ảo ảnh một long hồn đang gào thét dữ tợn. Đối diện là một người đàn ông đang cầm một thanh bảo kiếm điêu khắc long văn chiến đấu với huyết long. Sau khi có mặt tại đây, người của nhà họ Đỗ, nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng, nhà họ Gia và gia tộc Đạm Đài đều đứng yên không nhúc nhích. Tất cả đều bàng quan theo dõi cuộc chiến giữa Diệp Bắc Minh và Long Hồn. Người của Thanh Huyền Tông đã chạy tới nơi. Trong lòng Vương Như Yên vừa mừng vừa bất ngờ khôn xiết, đúng là tiểu sư đệ thật rồi. Hoàng hậu Hồng Đào reo lên, tam sư tỷ cũng ở đây kìa. Tam sư tỷ, bọn em ở đây nè. Tại một vị trí sâu trong Trụy Long Cốc, tiểu độc tiên ngoái đầu lại nhìn, sao các em lại kéo nhau đến đây hết thế này. Mọi người chạy ùa qua, hội họp với tiểu độc tiên. Đông đảo người tu võ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm về phía đó. Sao lại nhiều mỹ nhân thế này? Bọn họ là ai thế? Nghe họ nói chuyện hình như đều xuất thân cùng một sư môn đấy. Bất cứ ai trong Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Vương Như Yên, Khương Tử Cơ, Chu Lạc Ly, tiểu độc tiên mà đứng riêng một mình thì đều là người con gái kiểu diễm với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cả. Ấy vậy mà bọn họ lại quen biết nhau. Hơn nữa lại còn là sư tỷ muội. Một người thanh niên ghen tị cho hay, tôi biết họ là ai, những cô gái ấy đều là sư tỷ của Diệp Bắc Minh. Cái gì cơ? Đậu xanh rau má, không phải chứ? Những cô gái ấy đều là sư tỷ của Diệp Bắc Minh thật sao? Đệt mợ, thằng danh này có tài đức gì mà có nhiều sư tỷ đẹp hớp hồn thế? Vô số người ghen tị đến mức mắt đỏ ngầu. Đột nhiên, một biến cố xảy ra. Gào! Ảo ảnh long hồn gầm thét, vươn một cái móng rồng ra toan tóm lấy đầu của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mạnh mẽ bổ kiếm từ trên không xuống. Trong chớp mắt, hai loại hơi thở khác nhau một trời một vực bộc phát ra từ sau lưng anh. Một bên là huyết long dữ tợn rít gào trong một làn sương máu. Một bên là một con tổ long ngút ngàn bay lên trong mảng ma khí mênh mông. Chúng vào ùn vào ảo ảnh long hồn một cách không chút khoan nhượng. Gào! Ảo ảnh long hồn đau đớn rên rỉ, không ngờ long hồn lại trở nên ảm đạm. Vài người đàn ông trung niên lo lắng tiến lên, lão tổ, chúng ta có cần ra tay không? Nhỡ chẳng may long hồn bị Diệp Bắc Minh thu phục thì hỏng bét. Một số ông lão thuộc gia tộc thượng cổ cười khẩy, sốt ruột làm gì, đứng xem một lát đã. Đời nào có chuyện long hồn dễ thu phục như thế, dù có cho thằng danh này thêm 10 năm nữa thì cậu ta cũng không bắt được long hồn đâu. Giọng nói của Chu Cửu U vang lên, chắc gì đã thế, tôi nghĩ anh Diệp đây tự tin bắt được long hồn lắm. Bù! Tất cả những người đang có mặt tại đây đều nhìn Chu Cửu U với ánh mắt khó tin. So với việc Chu Cửu U cho rằng Diệp Bắc Minh có thể bắt được long hồn, điều làm mọi người ngạc nhiên hơn cả là Chu Cửu U người đường đường là một trong các lão tổ của nhà họ Chu lại gọi Diệp Bắc Minh là anh Diệp. Chuyện gì đang xảy ra thế? Trong lúc những người xung quanh sững sờ, một lão già mũi đỏ cười khẩy, hừ, chỉ là ăn may thôi, có khi đó đã là toàn bộ sức mạnh của cậu ta rồi cũng nên. Chu Cửu U, ông giỏi chém gió thật đấy.
Lão Phu không tin cậu ta có thể chém nhát thứ. Tuy nhiên, lão ta chưa kịp nói xong thì Diệp Bắc Minh đã mạnh mẽ tung nhát kiếm thứ hai. Ầm, một âm thanh long trời lở đất dội tới. Gào. Ảo ảnh long hồn kêu rên thảm thiết, thân hình nó lại trở nên trong suốt hơn nữa. Hơi thở cũng đã suy yếu hơn trước đó nhiều. Chuyện này. Bầu không khí chết chóc bao trùm cả nơi đây. Họ mới khịa đây thôi mà mấy giây sau đã gặp báo ứng rồi. Ông lão mũi đỏ há hốc mồm, không dám thốt từ hai trong nhát kiếm thứ hai thành lời. Bởi vì ngay cả lão ta cũng cảm nhận được sự đe dọa chí mạng đến từ nhát kiếm ấy. Lẽ nào thằng nhóc này có thể thu phục long hồn thật? Tất cả những người hiện có mặt tại đây đều theo dõi sát sao cuộc chiến đấu giữa Diệp Bắc Minh và long hồn, không ai dám rời mắt. Rõ ràng tại hiện trường lúc này có tới hàng ngàn hàng vạn cặp mắt, ấy vậy mà nơi đây lại yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người chỉ ước gì có thể nín thở. Lão già mũi đỏ gầm thét inh ỏi, không thể nào, cho dù tiểu tử này chém được nhát kiếm thứ hai thì có chém nhát kiếm thứ ba nổi không? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất lên trong đầu Diệp Bắc Minh, thằng nhóc, cố lên. Sức mạnh của long hồn đang giảm với tốc độ rất nhanh. Sức mạnh mà nó ngưng tụ được từ việc hấp thu máu người gần như đã bị cậu tiêu hao sạch sẽ. Cậu chỉ cần thêm ít sức vào nữa là có thể bắt được nó rồi. Được. Trong lòng Diệp Bắc Minh vô cùng kích động. Anh giơ tay lên, chém nhát kiếm thứ ba. Vèo. Kiếm khí ùa đến tấn công, hệt như sao chổi xuyên qua tận khí quyển. Nó mạnh mẽ giáng thẳng xuống ảo ảnh long hồn. Gào. Một tiếng gào thét đầy thống thiết vang lên. Ảo ảnh long hồn nhanh chóng lùi lại phía sau. Đậu xanh rau má. Những người thu võ đang có mặt tại đây ngỡ ngàng đến mức suýt rớt cả mắt ra. Nhát kiếm thứ tư kìa. Diệp Bắc Minh thừa thắng xông lên, khiến cho long hồn phải tháo chạy liên tục. Nhát kiếm thứ năm. Nhát kiếm thứ sáu. Nhát kiếm thứ chín. Nhát kiếm thứ mười. Khi nhát kiếm thứ mười rơi xuống, ảo ảnh long hồn không còn dám đối đầu trực diện với Diệp Bắc Minh nữa. Nó né tránh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, ảo ảnh long hồn nằm thoi thóp dưới đất. Sự im lặng tĩnh mịch bủa vây khắp nơi đây, một giọng nói già nua tràn ngập sự rúng động cất lên. Mười nhát kiếm, những mười nhát kiếm. Không thể tin được kẻ này lại có thể chém ra kiếm khí có thể uy hiếp cảnh giới thần chủ. Tên này quá kinh khủng. Ai nấy cũng giật thót, không hẹn mà cùng quay phát sang nhìn một ông lão trong đám đông. Đây là ai thế? Tiền bối Dạ Vô Song, kìa, ông ta còn sống ư. Một ông lão nhìn chằm chằm vào Dạ Vô Song, e là ông ta đã 15.000 tuổi rồi. Mọi người hít một hơi thật sâu, trời, ông ta là lão quái vật sống 15.000 năm rồi à. Cùng lúc đó, người xung quanh cũng sực nghĩ ra điều gì. Tất cả đồng loạt bàng hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Không thể tin được một nhân vật tai to mặt lớn. Cực kỳ đáng sợ như Dạ Vô Song lại đánh giá Diệp Bắc Minh bằng hai từ kinh khủng. Có thể tưởng tượng được biểu hiện của Diệp Bắc Minh trái với lẽ thường nhường nào. Ánh mắt Đạm Đài Trần ánh lên sự sợ hãi, chị Lâm, thằng nhóc này đúng là ghê gớm thật đấy. Đó là long hồn cơ mà, hắn ta có thể chiến đấu với long hồn được ư. Đôi mắt bồ câu của Đạm Đài Lâm co rụt, cơ thể mềm mại khẽ run rẩy. Không gì có thể diễn tả sự chấn động trong lòng cô ta lúc này, chết tiệt, lẽ nào mình nhìn nhầm. Rốt cuộc tên nhóc này là yêu quái phương nào? Người thanh niên đứng kế bên Dư Thục Nhàn nhìn chòng chọc vào bóng lưng Diệp Bắc Minh, cặp mắt anh ta đầy tơ máu, mẹ, mẹ có nhìn thấy không? Thanh kiếm mà thằng nhóc đó đang cầm trong tay chắc chắn không phải hạng tầm thường. Còn phải ra tay thôi, chứ nếu để đến khi long hồn bị hắn đánh bại thì những người khác sẽ không còn cơ hội nữa. Dư Thục Nhàn bình tĩnh mỉm cười, Dung Nhi, cứ bình tĩnh đã. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ đến, rồi thanh kiếm này sẽ thuộc về con, long hồn cũng là của con. Bình tĩnh, tự tin, như thể tất cả mọi chuyện đều là lẽ tự nhiên vậy. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Giang Kiếm Dung gật đầu thỏa hiệp, được rồi. Giờ phút này, mặt mày Diệp Bắc Minh trắng bệch, anh đã gần như mệt lả người vì kiệt sức. Lượng chân nguyên trong cơ thể anh đã sắp sửa khô cạn. Diệp Bắc Minh cũng phải trả cái giá rất đắt để có thể đánh bại ảo ảnh long hồn. Anh lấy một viên đan dược ra, ngồi xếp bằng, nuốt xuống bụng. Keng, một âm thanh chát chúa vang lên, kiếm đoạn long rơi xuống. Diệp Bắc Minh đuối sức rồi à?
Những người tại đây đều sửng sốt khi thấy vậy. Chém ra 10 nhát kiếm liên tiếp chứa kiếm khí có thể gây đe dọa đến cảnh giới thần chủ, nếu đã như thế mà không đuối sức thì biến thái quá rồi, Dạ Vô Song lắc đầu. Vẻ mặt của những người còn lại đều thay đổi vô chừng, mỗi người đều có toan tính riêng trong lòng. Đúng lúc này, Dư Thục Nhàn bất thình lình ra tay, cô ta bùng nổ hết tốc lực. Chỉ với một bước chân đã đi tới sau lưng Diệp Bắc Minh, sau đó cô ta giơ tay toan tung một trưởng ra. Cô, láo xược. Tiểu độc tiên nổi cơn thịnh nộ. Dư Thục Nhàn cười khẩy, cô mới láo xược đấy, cút đi cho tôi. Chỉ với một cú trưởng, tiểu độc tiên chưa kịp hồi phục đã bị đánh bay ra ngoài, thương thế chỉ vừa lành lặn chút ít đã nặng hơn 3 phần. Sư tỷ tiểu độc tiên. Diệp Bắc Minh thầm hét to trong lòng. Anh đang định ra tay. Thì có một nguồn sức mạnh bùng nổ từ trong tháp càn khôn chấn ngục, áp chế anh, nhóc con, cậu điên rồi à? Chân nguyên của cậu đã bị tiêu hao quá nhiều, nếu còn tiếp tục đánh nhau thì sẽ bị phế đấy. Tam sư tỷ, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Vương Như Yên, Khương Tử Cơ và Chu Lạc Ly đỏ hoe, họ xông lên gần như cùng một lúc. Dư Thục Nhàn nở nụ cười lạnh lùng mà đầy huynh hoang. Hơi thở hùng hậu bộc phát ra từ người cô ta làm các cô ấy hộc máu, long hồn là của tôi, không ai được phép lại gần. Các cô cũng đẹp đấy. Kể từ hôm nay trở đi, cô sẽ phụ trách làm ấm giường cho tôi. Dung Nhi, long hồn thuộc về con rồi đấy. Giang Kiếm Dung kích động đến mức mặt mày đỏ gay, anh ta gật đầu lia lịa, vâng, mẹ. Anh ta háo hức đến mức không thể đợi được nữa, vội vàng bước ra một bước đi đến bên cạnh mẹ mình. Hai người lại gần long hồn. Vù vù. Trong đám đông, mười mấy ông lão với hơi thở khủng khiếp chuẩn bị cùng nhau ra tay. Ánh mắt của Dư Thục Nhàn trở nên lạnh căm, liếc nhìn mười mấy ông lão kia. Cô ta hờ hững thốt, kiếm thần Long ở đây, thấy kiếm như thấy bản thân kiếm thần của nhà họ Giang. Mấy người có chắc là muốn ra tay không? Keng! Một tia sáng vàng kim nhấp nháy, một thanh thần kiếm điêu khắc 9 con kim long hiện ra trong tay Dư Thục Nhàn. Đồng tử đục ngầu của mười mấy lão già kia co rút, bọn họ đứng lại, nhìn chằm chằm vào kiếm thần Long với vẻ dè chừng. Cùng lúc đó, một bóng người đáng sợ hiện ra trong đầu họ. Kẻ này là kiếm thần của nhà họ Giang, là cơn ác mộng đeo bám họ suốt cả đời. Do đó không ai dám tiến lên bước nào nữa. Ôi mẹ ơi! Nhà họ Giang đứng đầu cửu đại gia tộc thượng cổ đấy ư. Hàng ngàn hàng vạn người tu võ xuống quỳ xuống đất, run rẩy đến mức răng kêu lập cập. Cảm nhận được uy áp khổng lồ từ kiếm thần Long, bọn họ còn không dám ngẩng đầu lên. Nơi đây chìm vào khoảng lặng tĩnh mịch. Nhà họ Giang, cho dù Đạm Đài Lâm ngạo mạn cách mấy thì cũng không thể không cúi đầu. Đỗ Băng Nhược tin tưởng Diệp Bắc Minh lắm, nhưng giờ phút này trong lòng cô ta cũng vô cùng tuyệt vọng. Ngay cả Dạ Vô Song đã sống 15.000 năm cũng chỉ biết giữ im lặng. Không thể tin được, chỉ với một câu nói, một thanh kiếm. Đã có thể khiến mười mấy cảnh giới thần chủ dừng bước. Buộc tất cả phải nín thinh. Dư Thục Nhàn rất hài lòng với phản ứng của những người xung quanh, cô ta khẽ mỉm cười, Dung Nhi, tiếp theo giao cho con đấy. Thanh kiếm này được chính tay lão tổ tặng cho con. Dư Thục Nhàn giơ tay lên, ném kiếm thần Long tới. Ai nấy cũng tỏ ra bàng hoàng, thảng thốt. Giang Kiếm Dung còn trẻ như vậy mà kiếm thần nhà họ Giang đã truyền lại kiếm thần Long cho anh ta ư. Đồng tử Chu Đỉnh Phong co rút, nếu đúng là vậy thật thì Lạc Ly cưới cậu ta là lựa chọn tốt nhất rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Đỉnh Phong đã có đáp án. Vâng. Giang Kiếm Dung hết sức tận hưởng ánh mắt đầy khiếp đảm của mọi người. Trong ánh nhìn của bao nhiêu con người, anh ta bước từng bước tới chỗ long hồn đang thoi thóp nằm. Diệp Bắc Minh vẫn ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt, không có bất cứ phản ứng gì. Anh đang bị tháp càn khôn chấn ngục kiềm chế, chờ đợi chân nguyên khôi phục rồi mới được phép hành động. Lúc đi ngang qua Diệp Bắc Minh, Giang Kiếm Dung liếc mắt nhìn anh, khẽ cười bảo, thằng kia, xem như anh biết điều đấy. Thiên phú của anh khá tốt, nếu như tôi thu phục được long hồn thì đó là nhờ công lao rất lớn của anh. Dứt lời, anh ta lại đi tới trước ảo ảnh long hồn, tao biết thời gian của mày không còn nhiều. Bây giờ mày có 2 lựa chọn. 1, thần phục Giang Kiếm Dung ta, hóa thành kiếm linh của kiếm thần Long. 2, trở về với cát bụi. Chọn đời không được siêu sinh. Giờ phút này,
Giang Kiếm Dung cứ như nhân vật chính giữa khoảng trời nơi đây vậy. Ngay sau đó, một chuyện mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới đã xảy ra. Không ngờ ảo ảnh long hồn lại nói được tiếng người, nó lạnh lùng cười khẩy, muốn thu phục tôi. Cậu xứng chắc. Biến. Ầm. Một luồng khí to lớn hệt sóng thần trào dâng, đập về phía Giang Kiếm Dung xanh mặt vì sợ. Gào. Một tia sáng vàng hoe bùng nổ từ kiếm thần long, bao trùm lấy Giang Kiếm Dung. Phụt. Dù vậy, Giang Kiếm Dung vẫn phun một ngụm máu tươi và bay ra ngoài. Dư Thục Nhàn vô cùng hoảng sợ, Dung Nhi. Vèo. Cùng lúc đó, ảo ảnh long hồn bay vút lên trời. Đồng thời một chất giọng đầy uy nghiêm truyền đến, trong thiên hạ này, chỉ có một người có thể làm chủ nhân của tôi. Đó chính là cậu ta. Ảo ảnh long hồn chỉ vào Diệp Bắc Minh. Không lâu sau, long hồn hóa thành một vầng sáng đỏ như máu, bay thẳng vào trong kiếm đoạn long. Trong chớp mắt, khí thế của kiếm đoạn long tăng lên không ngừng, chẳng mấy chốc đã lên tới tối đa. Sức mạnh của long hồn cũng đi vào cơ thể Diệp Bắc Minh, chân nguyên thoát cái đầy áp. Diệp Bắc Minh nắm chặt kiếm đoạn long. Anh mở mắt, đôi mắt anh đầy tơ máu lạnh lẽo, dám làm sư tỷ tôi bị thương, còn muốn cướp thành quả lao động của tôi. Anh quát to, kiếm đoạn long, giết. Ngay sau đó, kiếm đoạn long nhắm ngay vào Giang Kiếm Dung, đâm về phía đầu của anh ta. Dư Thục Nhàn sa sầm nét mặt, không kìm được mà cười khẩy, cậu thật to gan, chỉ là một tiểu bối mà dám đánh con tôi. Cậu có biết nhà họ Giang là gia tộc đứng đầu thập đại gia tộc thượng cổ không? Cậu biết chất lượng của gia tộc thượng cổ rồi chứ? Con trai tôi còn là người nối nghiệp đời tiếp theo mà kiếm thần nhà họ Giang đã quyết định nội bộ, thằng nhóc kia, cậu mà làm nó bị thương. Cô ta chưa kịp nói hết lời. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước người Giang Kiếm Dung, bổ kiếm đoạn long xuống mà không chút nương tình. Soạt, kiếm thần long chủ động bảo vệ chủ nhân của mình, lóe lên vầng sáng vàng. Gào. Một cảnh tượng khiến ai cũng bàng hoàng xuất hiện. Ảo ảnh long hồn hiện lên trong kiếm đoạn long chính là long hồn vừa bay vào lúc nãy. Nó hung bạo nện lên kiếm thần long, chỉ vừa đối diện thôi mà kiếm thần long đã vỡ thành ngàn mảnh. Giang Kiếm Dung bị kiếm khí quét trúng, nháy mắt hóa thành một bãi xương máu. Con trai, không. Hai mắt Dư Thục Nhàn đỏ ngầu, cô ta la hét tê tâm liệt phế, Diệp Bắc Minh, cậu có biết mình vừa làm gì không? Sao cậu dám giết con trai tôi? Cậu có biết nó có ý nghĩa gì với nhà họ Giang không? Không ngờ cậu lại dám. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, bà cũng lên đường luôn đi. Dư Thục Nhàn thật sự không dám tin vào tai mình, cậu còn đòi giết tôi nữa sao? Diệp Bắc Minh dùng hành động để chứng minh lời nói của bản thân, bước ra một bước. Trong chớp mắt, anh xuất hiện trước mặt Dư Thục Nhàn từ lúc nào không hay, sau đó vung kiếm chém một đường, vô cùng dứt khoát. Dư Thục Nhàn lách người, tránh nhát kiếm ấy. Thế nhưng cô ta hoảng hốt nhận ra long hồn trong kiếm đoạn long đã gào thét. Gào! Dư Thục Nhàn sợ tới mức giật bắn, không tài nào nhúc nhích được, đừng mà. Tầm mắt bỗng tối sầm, cô ta đã hóa thành một bãi xương máu. Hắn ta giết hai mẹ con nhà họ Giang rồi ư. Tất cả người tu võ đang có mặt tại hiện trường đều sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Kể cả cảnh giới thần chủ cũng tim ngừng đập khoảng chừng nửa giây. Thằng nhóc này là một tên điên, điên không chịu được. Đúng đấy, làm việc mà chẳng nghĩ tới hậu quả gì cả. Kiếm thần long đại diện cho thần kiếm nhà họ Giang, sao cậu ta dám giết hai mẹ con đó vậy chứ? Mọi người không ngừng lui về phía sau. Bởi vì họ sợ sẽ bị liên lụy tới cái chết của hai mẹ con nhà đó. Vẻ mặt một vị nguyên lão trong võ đạo minh đầy kinh hoàng, minh chủ, chúng ta còn cần lôi kéo anh Diệp nữa không? Tôn Kiếm Khung bối rối, chuyện này. Đỗ Vũ Hằng hít một hơi thật sâu, con gái, lại một lần nữa bố cho rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Nếu như ngay từ đầu nhà họ Đỗ chúng ta kết giao với Diệp Bắc Minh, nhà họ Giang mà nổi cơn thịnh nộ thì tên Diệp Bắc Minh này có còn sống nổi không? Sự rúng động và sợ sệt ngập tràn trong đôi mắt bồ câu của Đỗ Băng Nhược. Sao anh lại điên rồ như thế? Giết người không để ý hậu quả là sao? Đạm Đài Trần sợ tới mức nhún cả chân, chị ơi, chân em không còn sức lực nữa. Gã ta phải đâm bảo kiếm xuống đất, dùng nó làm gậy để giữ lại thăng bằng mới được, không là sẽ ngã. Đạm Đài Lâm cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trắng như tờ giấy.
trái tim đập thùng thùng không dứt. Diệp Bắc Minh không thèm ngó ngàng gì tới phản ứng của mọi người, nhanh chóng trở lại bên cạnh Tiểu Độc Tiên. Tam sư tỷ, hiệu quả của máu rồng vẫn chưa hết hoàn toàn, chị mau chữa thương bằng máu rồng đi. Anh hất tay. Tiếng keng giòn giã vang lên. Kiếm Đoạn Long bị tiện tay vứt sang một bên như rác rưởi. Ơ kìa! Những người đang có mặt tại đây đều trợn tròn mắt. Thanh kiếm này chắc chắn là thần khí. Đã thế còn là thần khí có kiếm linh, ấy vậy mà nó lại bị Diệp Bắc Minh tiện tay ném phăng đi ư. Chẳng lẽ trong mắt cậu ta, thanh kiếm này còn không quan trọng bằng mạng sống của một người phụ nữ, một ông lão ngây ra như phỗng, vẻ nghi hoặc hiện ra trên mặt. Một ông lão cảnh giới thần chủ đang đứng bên cạnh lắc đầu, tên nhóc này đúng là kỳ lạ. Chỉ cần người tu võ mạnh lên thì muốn có loại phụ nữ nào mà không được. Còn cậu ta thì ném luôn cả kiếm vì một người phụ nữ. Phập, phập, phập. Mấy cây ngân châm rơi xuống, đâm vào trong cơ thể của Tiểu Độc Tiên. Bấy giờ sắc mặt của cô ấy mới hồng hào hơn chút. Tam sư tỷ không sao rồi. Các cô gái thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, một tiếng quát to vang lên. Lạc Ly, sao cháu còn chưa quay lại đây? Đôi mắt Chu Đỉnh Phong đỏ ngầu, sao cháu dám nhập bọn với tên hung thủ giết người này? Cháu muốn hại chết nhà họ Chu sao? Chu Lạc Ly cắn răng, lão tổ, rõ ràng nhà họ Giang sai trước, muốn cướp đoạt long hồn mà tiểu sư đệ cháu đã thu phục cơ mà. Im miệng cho ông. Chu Đỉnh Phong tức đến nỗi xanh cả mặt, nhà họ Giang có muốn nói phải trái với cháu không? Lạc Ly, cháu mau quay về đi, cháu muốn dồn nhà họ Chu vào bước đường cùng à. Trên mặt Chu Lạc Ly đầy vẻ kiên định, lão tổ, nếu như nhà họ Giang muốn kiếm chuyện với sư đệ Diệp Bắc Minh của cháu. Vậy thì cháu sẽ đứng về phía Diệp Bắc Minh. Đúng đấy, tất cả chúng tôi đều đứng về phía tiểu sư đệ. Dù sống hay chết, đám người Vương Như Yên, Liễu Như Khanh, Lục Tuyết Kỳ, Hoàng hậu Hồng Đào, Khương Tử Cơ gật đầu cùng một lúc. Giọng của bọn họ cất lên đầy dõng dạc, vô cùng khí phách, mặc dù Diệp Bắc Minh đã đoán được kết quả này từ lâu. Nhưng anh vẫn vô cùng cảm động. Cháu, Chu Đỉnh Phong bị chọc giận đến mức sắp nổi đóa. Một ông lão thuộc nhà họ Ngạo nở nụ cười sâu xa, anh Đỉnh Phong, xem ra nhà họ Chu các anh và Diệp Bắc Minh thân thiết với nhau lắm nhỉ. Một bà lão ở nhà họ Lăng thì tỏ ra khinh khỉnh, anh vô tình đây nói không sai. Xem ra Chu Lạc Ly đã đại diện nhà họ Chu, muốn đối đầu với nhà họ Giang rồi. Chu Đỉnh Phong vô cùng hoảng sợ, lão tổ Lăng Huệ, bà không được nói lung tung. Nhà họ Chu tôi hoàn toàn không có ý đối đầu với nhà họ Giang. Lăng Huệ chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Ngạo vô tình cũng làm biểu cảm tôi đây cóc thèm tin. Người của các gia tộc thượng cổ khác cũng châm ngòi thổi gió. Chu Đỉnh Phong lo sốt phó, Chu Lạc Ly. Cháu đừng làm chuyện dại dột nữa, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy. Chu Lạc Ly lắc đầu, cháu đã quyết định rồi thì sẽ không quay đầu đâu. Chu Đỉnh Phong tức đến mức dậm chân, quát tháo, được. Chu Lạc Ly, bổn tổ cho mày hai lựa chọn. Một, bây giờ mày lập tức rời khỏi nhà họ Chu cho tao. Từ nay về sau, mày không còn dính dáng gì tới nhà họ Chu nữa. Mày đừng hòng nhận được bất kỳ tài nguyên tu võ nào tại nhà họ Chu. Hai, phủi sạch quan hệ với Diệp Bắc Minh ngay trước mặt mọi người, thề với tấm lòng võ đạo rằng từ nay về sau sẽ không qua lại với Diệp Bắc Minh nữa. Lạc Ly, nếu mày chọn đứng cùng một chiến tuyến với Diệp Bắc Minh thì cuộc đời này mày sẽ không bao giờ tiến xa hơn trên con đường võ đạo được nữa đâu. Nói xong câu ấy, Chu Đỉnh Phong lạnh lùng nhìn Chu Lạc Ly. Chu Lạc Ly thừa biết nền tảng của nhà họ Chu to lớn cỡ nào, tài nguyên tu võ dồi dào ra sao. Thế nên Chu Đỉnh Phong dám chắc rằng Chu Lạc Ly tuyệt đối sẽ không từ bỏ tài nguyên tu võ ở nhà họ Chu vì Diệp Bắc Minh. Được thôi. Chu Lạc Ly hít sâu một hơi. Cô ấy bước lên một bước, hôm nay, Chu Lạc Ly tôi thề với tấm lòng võ đạo rằng. Bọn Vương Như Yên, Liễu Như Khanh, Lục Tuyết Kỳ, Hoàng hậu Hồng Đào, Khương Tử Cơ sửng sốt, sư tỷ Chu, chị. Ồ! Hai mắt Chu Đỉnh Phong sáng ngời, ha ha ha, đứa trẻ ngoan. Quả không hổ là đứa trẻ ngoan của nhà họ Chu ta. Đạm Đài Trần cười khẩy, chị Lâm, xem ra Diệp Bắc Minh không thể nào sánh bằng tài nguyên một gia tộc thượng cổ rồi. Đạm Đài Lâm lắc đầu, không đúng, có lẽ cô ta chọn. Ngay sau đó, giọng nói của Chu Lạc Ly cất lên, nếu cứ khăng khăng Lạc Ly phải chọn, vậy thì tôi sẽ chọn rời khỏi nhà họ Chu.
Sau này Chu Lạc Ly tôi đây mà lấy tài nguyên của nhà họ Chu để dùng, dù chỉ một chút thôi thì cũng sẽ bị Cửu Lôi đánh chết. Cái gì cơ? Chu Đỉnh Phong sững sờ, nổi cơn tam bành, Lạc Ly, mày nghiêm túc thật đấy à? Mày hãy nghĩ cho bố mẹ mày, nghĩ cho gia tộc đi. Những năm qua, gia tộc đã dốc bao tâm huyết để bồi dưỡng mày, thế mà mày lại rời bỏ nhà họ Chu chỉ vì Diệp Bắc Minh ư? Đồ vong ơn bội nghĩa, đồ quên nguồn quên gốc. Chu Đỉnh Phong tức chết đi được. Ngạo Vô Tình nhếch mép cười nghiền ngẫm, Chu Đỉnh Phong, người nhà họ Chu các anh đỉnh thật đấy. Lăng Huệ cũng cười nhạo báng, chẳng thế còn gì, quá đỉnh ấy chứ. Bao nhiêu người có mặt ở đây mà lại bảo là đứng cùng một chiến tuyến với Diệp Bắc Minh, nghĩa là các anh đang tuyên bố nhà họ Chu và Diệp Bắc Minh chung một chiến tuyến đấy à? Ngạo Vô Tình gật đầu, có lẽ là vậy rồi. Chu Lạc Ly nhíu mày, sao hai vị tiền bối lại ăn nói linh tinh như vậy? Chu Lạc Ly tôi đây đã rời khỏi nhà họ Chu rồi. Toàn bộ hành động của tôi không liên quan gì tới nhà họ Chu cả. Ngạo Vô Tình hừ lạnh, cô nói vậy thì ai tin? Cô nói mình đã rời khỏi nhà họ Chu là hết liên quan rồi chắc. Cô thử giải thích với nhà họ Giang xem họ có tin không đi. Lăng Huệ nghiền ngẫm nhìn Chu Lạc Ly, con bé này, cô đã thành công đẩy nhà họ Chu vào bước đường cùng rồi đấy. Nếu tôi là cô, tôi sẽ tự sát để tạ tội luôn cho xong. Gương mặt kiều diễm của Chu Lạc Ly bỗng chốc trắng bệch. Diệp Bắc Minh lắc đầu, chị Lạc Ly, chị đừng nhiều lời với hạng người như bọn họ làm gì. Không cần tốn nước miếng gì hết, cứ giết là xong. Ánh mắt anh trở nên âm trầm, luồng sát ý long trời lở đất bộc phát ra từ anh. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng giơ tay lên, kiếm đoạn long chủ động bay vào trong tay anh, phi thẳng một mạch về phía hai người Ngạo Vô Tình và Lăng Huệ. Thằng ôn con này, mày đúng là to gan. Khóe mắt Ngạo Vô Tình và Lăng Huệ khẽ giật giật, bọn họ vừa bực tức vừa thấp thỏm lo sợ. Diệp Bắc Minh thoát cái xuất hiện trước mặt hai người rồi chém một nhát kiếm xuống. Bọn ta là cảnh giới thần chủ đấy, mày tưởng bọn tao cũng là cảnh giới thần vương như Dư Thục Nhàn chắc. Hai người họ quát tháo, toàn bộ chân nguyên khắp cơ thể dâng trào, hai luồng kình khí tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười khẩy, cảnh giới thần vương thì ghê gớm lắm chắc. Ánh mắt của Ngạo Vô Tình lạnh như băng, danh con, mày sẽ biết cảnh giới thần vương có ghê gớm hay không ngay sau đây thôi. Vừa dứt lời, Ngạo Vô Tình bỗng dưng gào lên. A! À, ngay giây phút chạm tay đến kiếm đoạn long, nó đột ngột nổ tung, thân thể ông ta bị đánh bay ra ngoài. Lăng Huệ chứng kiến cảnh tượng ấy thì khuôn mặt già nua tái mét, bà ta rụt tay về, xoay người né tránh. Tuy nhiên, Diệp Bắc Minh hoàn toàn không cho bà ta có cơ hội đó, chém một kiếm về phía cánh tay của Lăng Huệ. Phụt! Lăng Huệ vô cùng bàng hoàng, muốn né tránh nhưng kiếm đoạn long đã nhắm vào bà ta. Bà ta không còn cách nào khác ngoài cắn răng, chủ động chém đứt tay mình rồi lùi lại một mạch mười mấy bước. Lăng Huệ chật vật đến nỗi suýt chút nữa đã ngã nhào ra mặt đất. Mày! Sắc mặt hai người vô cùng tối tăm. Dù có nằm mơ thì bọn họ cũng không ngờ rằng một tên Diệp Bắc Minh chỉ với cảnh giới hợp nhất lại có thể gây sức ép cho người khác một cách khủng khiếp như vậy. Ngạo Vô Tình cắn răng, thanh kiếm này quá khủng khiếp, chứ sức chiến đấu của thằng nhóc này cũng bình thường thôi. Chúng ta cũng phản xạ kịp trước tốc độ của cậu ta mà, thậm chí còn thoát được nữa. Khổ nỗi thanh kiếm này quá kinh khủng, thật sự quá là kinh khủng. Có long hồn bổ trợ thì cho dù người nắm giữ nó là võ giả cấp thấp nhất cũng đủ để tiêu diệt cảnh giới thần chủ. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người tại đây đều nhìn về phía kiếm đoạn long. Ánh mắt ai nấy đều nóng bỏng vô cùng. Nhìn thanh kiếm như thể con mắt sắp rớt ra ngoài. Ai mà không thèm thuồng một thanh kiếm có khả năng giết chết cảnh giới thần chủ chứ? Đặc biệt là những lão già cảnh giới thần chủ, cặp mắt bọn họ đỏ đến nỗi cứ như sắp rỉ máu vậy. Bản thân bọn họ đã là cảnh giới thần chủ rồi. Nếu lấy được thanh kiếm ấy thì chẳng phải họ đã vô địch thiên hạ rồi ư? Gào! Giờ phút này, tiếng rồng gào thét truyền đến từ kiếm đoạn long, một giọng nói cất lên, Diệp Bắc Minh, ta là linh hồn của long hồn. Từ giờ trở đi, ta có thể trở thành kiếm hồn của thanh kiếm này để nhận ngươi làm chủ. Ngươi có đồng ý không? Diệp Bắc Minh gật đầu mà không chút do dự, ta đồng ý. Được. Kiếm đoạn long kêu lên. Keng. Một âm thanh giòn giã truyền đến. Một phù văn cổ xưa to lớn hiện ra xung quanh Diệp Bắc Minh. Trên đó ẩn chứa sức mạnh thần bí khó lường. Không ổn rồi.
Một ông lão mắt tam giác hét to, long hồn sắp hoàn toàn nhận Diệp Bắc Minh làm chủ, một khi nghi thức thành công. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội có được long hồn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một vài người bắt đầu sốt ruột. Khóe mắt tam giác của lão già nọ giật giật, còn làm gì nữa? Đương nhiên là giết rồi. Ông lão còn lại chau mày, con người đảo láo liên đầy do dự. Lão già mắt tam giác chợt quát to, mấy ông già này, còn lưỡng lự cái quái gì nữa? Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi, sau khi lấy được long hồn, có lẽ chúng ta sẽ vượt qua được cảnh giới thần chủ đấy. Còn nếu không có được thì các ông chờ chết già tại cảnh giới này đi. Đã đến cảnh giới thần chủ rồi thì đừng nhiều lời nữa. Lão già đứng ở phía cuối đám đông cất bước, vượt qua bao nhiêu người và đứng ở đầu hàng. Đạm Đài quyết, không ngờ ông cũng tới đây. Đạm Đài Trần vô cùng hào hứng, thập thất tổ, hóa ra ngài vẫn chưa chết ạ. Đạm Đài quyết tức giận chừng gã ta, hừ. Đạm Đài Lâm vội khiển trách, cậu nói bậy bạ gì đấy. Thưa thập thất tổ, nó bị ngốc, ngài đừng để trong lòng. Ngay sau đó, lão già mặc áo bào đen thứ hai bước ra từ trong đám đông, khà khà, long hồn à. Lão phu cũng muốn được chia một phần. Trời ơi! Một người đàn ông trung niên với tu vi là cảnh giới thần vương đỉnh phong hít một hơi sâu, ngài là Dạ Thiên Hạ tiền bối đấy ư. Dạ Thiên Hạ! Khi nghe thấy ba chữ ấy, đồng tử của ai cũng co rút lại. Dạ Thiên Hạ, Dạ Vô Song. Cách đây 10.000 năm về trước, hai người họ được mệnh danh là đôi song sinh nhà họ Dạ, Thiên Hạ Vô Song. Dạ Thiên Hạ gật đầu thừa nhận, là ta. Ôi! Một số người run bần bật, không kìm được cúi đầu thật sâu. Dạ Thiên Hạ cười hỏi, em trai, em không tới đây à? Dạ Vô Song mỉm cười ngạo nghễ, anh trai, anh đã lên tiếng rồi thì em cũng sánh vai tác chiến cùng anh. Ngạo vô tình nuốt vài viên đan dược, lặng lẽ bước ra khỏi hàng. Ánh mắt của Lăng Huệ lạnh như băng, bà ta nhìn chòng chòng vào Diệp Bắc Minh một cách tàn nhẫn, thằng ôn con, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Chu Đỉnh Phong đứng ra mà không chút ngại ngần, Lạc Ly, lão phu sẽ cho mày thấy lựa chọn của mày sẽ đem đến cái chết như thế nào. Sau một hồi nghĩ ngợi, Đỗ Kiêu quyết định đứng ra khỏi hàng. Chẳng biết Đỗ Băng Nhược lấy can đảm từ đâu mà lại nắm lấy tay Đỗ Kiêu, lão tổ, đừng mà. Đỗ Kiêu nhíu mày. Đỗ Vũ Hằng vô cùng hoảng sợ, Băng Nhược, con làm cái trò gì thế? Sao còn chưa thả lão tổ ra? Lão tổ, cháu cầu xin ngài, đừng làm vậy mà. Đỗ Băng Nhược cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đau khổ cầu xin. Đỗ Kiêu lấy làm kỳ lạ, rốt cuộc tại sao cháu lại khăng khăng đòi ngăn cản bổn tổ cho dù phải mạo hiểm chọc giận bổn tổ. Đỗ Băng Nhược hít sâu một hơi, lão tổ, nếu như ngài ra tay. Nhưng lỡ không giết chết được Diệp Bắc Minh thì làm sao đây ạ? Ánh mắt của Đỗ Kiêu trở nên âm trầm, không thể nào. Đỗ Băng Nhược lắc đầu, lão tổ, không có gì là không thể cả. Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Lỡ, dù cơ hội ấy chỉ là một phần 10.000. Lỡ Diệp Bắc Minh thắng thì sao ạ? Đỗ Kiêu giật mình, vậy thì kẻ nào ra tay cùng với gia tộc đứng sau kẻ đó sẽ bị tiêu diệt. Đỗ Băng Nhược gật đầu một cách chắc nịch. Đỗ Kiêu sửng sốt, không ngờ lão ta lại thu chân về thật. Vô số năm sau, mỗi khi nhớ về ngày hôm nay Đỗ Kiêu đều mừng rỡ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 người, những 7 võ giả cảnh giới thần chủ. Ai nấy run bần bật, mặt trắng bệch như tờ giấy. Gào. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm thét lại truyền ra một lần nữa từ trong kiếm đoạn long, Diệp Bắc Minh, nghi thức bắt đầu rồi. Vù vù. Trong chớp mắt, những phù văn cổ xưa xoay quanh Diệp Bắc Minh đồng loạt bừng sáng. Mỗi một phù văn tựa như một con rồng nhỏ còn sống vậy, từng con một chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt của 7 võ giả cảnh giới thần vương nặng nề chưa từng có, không được cho kẻ này có cơ hội thành công. Còn nói nhảm gì nữa? Giết cậu ta thôi. Giọng điệu của Dạ Thiên Hạ không hề có chút cảm xúc nào, ông ta giơ tay lên, vung một nhát kiếm xé rách hư không. Bọn họ nhìn thấy một luồng kiếm khí như ngân long trào dâng, dường như nó xuất hiện từ trong hư vô. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, Dạ Thiên Hạ đúng không? Ngươi sẽ hối hận vì hành động ngày hôm nay. Dạ Thiên Hạ mỉm cười, cả đời lão phu chưa bao giờ biết đến hai chữ hối hận khi làm bất cứ việc gì cả. Soạt,
Kiếm khí trông như ngân long ấy chém xuống. Dòng máu toàn thân Diệp Bắc Minh sôi trào, cầm kiếm đoạn long mà đối kháng. Ầm, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Kiếm khí ngân long ấy như đang sống vậy, kêu rên một tiếng rồi vỡ tan tành ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một phù văn màu đỏ bay vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Lão già mắt tam giác la lên, đừng để hắn ta được như ý muốn, nếu như toàn bộ những phù văn ấy bay vào thân thể thằng nhóc này. Thanh kiếm đó sẽ dung nhập làm một thể với hắn ta thật đấy. Đến lúc đó, nói không chừng hắn ta sẽ có sức mạnh có thể càn quét cảnh giới thần chủ. Vô số người tái mặt. Tất cả đều nhìn chòng chọc vào kiếm đoạn long mà Diệp Bắc Minh đang cầm trong tay. Những ai thuộc nhà họ Lăng, nhà họ Ngạo, nhà họ Dạ, nhà họ Chu và gia tộc Đạm Đài đều đỏ ngầu cả mắt. Giết! Gương mặt già cỗi của Đạm Đài quyết lạnh như băng, một vầng sáng chợt lóe lên từ trong lòng bàn tay lão ta. Một ngọn giáo dài đỏ như máu bay ra khỏi nhẫn chứa vật, nhào về phía trái tim của Diệp Bắc Minh như một con dao long. Huyết hồn thương, thần khí thượng cổ. Biến! Diệp Bắc Minh quát tháo thật to, kiếm đoạn long cuộn xoắn hai con chân long một đen một trắng lên. Huyết hồn thương chạm trán với kiếm đoạn long. Răng rắc, một âm thanh giòn tan truyền đến, không ngờ huyết hồn thương lại gãy làm hai khúc như một tờ giấy dán mỏng manh, mất hết ánh sáng. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Kiếm đoạn long thật quá kinh khủng, không ngờ nó lại có thể chặt gãy thần khí chỉ bằng một nhát kiếm. Đúng là ngược đời. Không chờ những người xung quanh hoàn hồn, dứt khỏi cơn khiếp sợ, lão già mắt tam giác kia nở nụ cười độc địa, thằng danh kia, mày đúng là kinh khủng thật đấy. Mày mà không chết thì những lão già khỏm bọn tao khó bể yên tâm. Cho dù không có long hồn, không có thanh kiếm đoạn long này, chỉ với thiên phú tu võ của mày thôi thì mày cũng nên chết rồi. Vừa dứt câu, lão già mắt tam giác lao vút tới như một con rắn độc. Ống tay áo to như cái kèn đồng của lão ta hất tung. Làm giấy lên một cơn gió đen. Vèo, 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 vèo. Không ngờ trong cơn gió đen kia lại cất giấu 108 cái phi tiêu màu vàng, chúng ổ ạt phóng tới chỗ Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vừa định tránh né. Thì tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở, nhóc con, cậu không được rời khỏi phạm vi của phù văn trong quá trình long hồn nhận chủ. Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại, vậy nếu tôi rời khỏi phạm vi của phù văn thì sao? Tháp càn khôn chấn ngục trả lời. Bao nhiêu nỗ lực sẽ biến thành dã tràng xe cát cả. Con long hồn này không còn bao nhiêu năng lượng nữa, cũng không thể tiến hành quá trình nhận chủ lần thứ hai được đâu. Do đó, cho dù đối phương giở thủ đoạn gì, cậu cũng phải cố gắng chịu đựng cho tôi. Đồng tử của Diệp Bắc Minh co rút, xem ra chỉ còn cách đón đỡ thôi. Anh vung kiếm đoạn long chém những cái phi tiêu đang phóng tới. Keng 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 keng, những âm thanh giòn giã vang lên. Diệp Bắc Minh cản được 107 phi tiêu, còn một phi tiêu cuối cùng đã đâm xuyên vai anh. Một vết thương đã xuất hiện. Máu tươi túa ra. Nhưng không nặng. Lão già mắt tam giác ngoác miệng phá lên cười sằng sặc ha 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 ha, thằng danh kia, kết cục của mày đã được định sẵn rồi. Đây là đoạn hồn tiêu do lão phu nghiên cứu chế tạo ra, trên đó có kịch độc mấy trăm năm do chính tay lão phu chế ra đấy. Nét mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Anh không nói một câu nào. Lão già mắt tam giác vô cùng tự tin, mày không thấy chân nguyên trong cơ thể đang từ từ khô kiệt à? Đột nhiên, lão ta sồng sộc lao tới, một pháp tướng hắc hùng hiện ra sau lưng lão ta. Sau khi đi tới trước mặt Diệp Bắc Minh, lão già kia đưa tay về phía đầu anh, thằng nhóc, mày đã tuyệt vọng chưa? Pháp tướng hắc hùng đằng sau lão ta cũng làm động tác giống hệt vậy. Bỗng dưng, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Sát ý lạnh như băng bùng nổ. Không ổn rồi, ông Trần, rút lui nhanh lên, thằng nhóc này có vấn đề. Đạm Đài quyết gào to. Khi nhìn thấy nụ cười kỳ quặc của Diệp Bắc Minh, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng lão già mắt tam giác. Lão ta muốn lùi về sau nhưng đã muộn. Diệp Bắc Minh đã cầm kiếm đoạn long chém vào cổ lão ta. Một huyết long và một tổ long xuất hiện cùng một lúc. Bao vây lão già mắt tam giác không cho lão ta chạy đi đâu cả. Mày không trúng độc ư? Sao có thể như vậy được? Đồng tử của lão ta co rút, run bần bật nhìn kiếm đoạn long đang bổ xuống. Lão ta cực kỳ muốn phản kháng nhưng lại chẳng tài nào động đậy được. Không! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, máu văng tung tóe khắp nơi. Ông Trần!
sắc mặt của 6 người còn lại đều khó coi cực kỳ, kiêng dè nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Đạm Đài Trần suýt chút nữa đã cắn trúng đầu lưỡi, chị Lâm, em lỡ trêu vào thằng này mất rồi. Ngay cả cảnh giới thần chủ mà hắn ta cũng giết được, nếu hắn ta muốn trả thù em thì chẳng phải em chết chắc rồi ư. Đạm Đài Lâm cũng sợ chết khiếp. Dường như cô ta không nghe thấy lời nói của Đạm Đài Trần, trong mắt cô ta chỉ còn mỗi bóng hình Diệp Bắc Minh. Cùng với nỗi kinh hoàng bất tận. Trời ạ! Trán Đỗ Kiêu Dịn một lớp mồ hôi mỏng, băng nhược, cháu nói đúng. Đỗ Vũ Hằng nghẹn họng nhìn chân chối, có nằm mơ ông ta cũng không ngờ Diệp Bắc Minh đáng gờm đến như vậy. Thế mà con gái ông ta lại nhận ra ư. Tôn Kiếm Khung sợ hãi thốt, trời mẹ ơi! Bầu không khí tại đây trở nên xôn xao. Đậu xanh rau má, tôi vừa mới thấy gì thế kia? Đó là ông Trần Cơ mà. Ông ta cực kỳ giỏi dùng độc và ám khí, thế mà lại bị Diệp Bắc Minh giết chết chỉ trong tích tắc ư. Một võ giả cảnh giới thần chủ mà lại chết ngay trước mắt họ một cách dễ dàng như thế, không một ai không rúng động. Một lão già trong đám đông lắc đầu, không đúng, thực lực của Diệp Bắc Minh chỉ bình thường thôi, cậu ta mới đến cảnh giới hợp nhất thôi mà. Chính thanh kiếm ấy, nhất định là do thanh kiếm đã hấp thu long hồn ấy. Vốn dĩ bản thân thanh kiếm đã hết sức kinh khủng rồi. Nó tên là Kiếm Đoạn Long, được ghi chép tại một tòa bảo tháp cực kỳ cổ xưa. Bây giờ long hồn đã dung nhập với thanh kiếm này, thế là uy lực của nó càng kinh khủng thêm 3 phần nữa. Bù! Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào Kiếm Đoạn Long, mặt đỏ tía tai, hô hấp dồn dập. Hồi hộp đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Trong mắt Ngạo vô tình rỉ máu, còn đứng ngây ra đó làm gì? Thanh kiếm này mà rơi vào tay bất kỳ ai trong chúng ta đều được phát huy tác dụng hơn thằng nhóc này cả. Dạ Thiên Hạ thốt một câu, em trai, ra tay thôi. Dạ Vô Song gật đầu, được. Hai người đồng thời bước ra một bước, hai lão già vốn mặt mũi hiền lành. Giờ phút này, bọn họ cứ như mãnh hổ xuống núi vậy. Gào, gào. Hết tiếng hổ đến tiếng rồng vang lên. Đằng sau mỗi người hiện lên một pháp tướng chân long và một pháp tướng mãnh hổ. Pháp tướng chân long, trời đất ơi! Không đúng, đó không phải chân long mà là giao long tứ chảo, một người thanh niên tinh ý nhận ra, kêu lên, hình như so với pháp tướng tổ long của Diệp Bắc Minh. Con giao long tứ chảo này yếu hơn nhiều nhỉ. Dạ Vô Song và Dạ Thiên Hạ lạnh lùng nhìn qua, cậu rất thích nói chuyện sao? Người trẻ tuổi vừa lên tiếng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Hừ! Dạ Vô Song cười lạnh, anh, giết đi! Chỉ 3 chữ ngắn ngủi. Nhưng lại phóng ra sát ý lạnh như băng, làm cho người ta sợ run người. Hai bóng người trái phải phóng ra, chỉ dùng một giây đã đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Pháp tướng Giao Long và Mãnh Hổ sau lưng hai người tạo ra một cơn gió lốc cuồn cuộn, tàn nhẫn đánh tới chỗ Diệp Bắc Minh. Tới đúng lúc lắm. Long đế quyết. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, máu nóng trong cơ thể thiêu đốt. Cửu U thần ma quyết. Tiếng thứ hai. Thần ma, cửu biến. Tiếng thứ ba vừa dứt, gào, huyết long, tổ long, long hồn, 3 con rồng đồng thời xuất hiện ở phía sau Diệp Bắc Minh. Giờ phút này, vạn vật thần phục. Trong nháy mắt pháp tướng Giao Long và Mãnh Hổ va chạm với bóng dáng của huyết long, tổ long, long hồn đã lập tức bị đánh tan. Không hề chậm trễ một chút nào, giống như là băng tuyết khi nhìn thấy ánh mặt trời vậy. Bị đánh tan trong nháy mắt. Cùng lúc đó, hai người Dạ Thiên Hạ và Dạ Vô Song cũng xuất hiện ở trước mặt Diệp Bắc Minh. Chỉ còn cách anh khoảng 1 mét. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, cậu bị lừa rồi. Dạ Thiên Hạ nhe răng cười, sự kích động khiến khuôn mặt già nua của ông ta trở nên vặn vẹo, thắng bại đã rõ, cậu hãy chết đi. Hai người vươn tay ra, đồng thời đập vào trái tim của Diệp Bắc Minh. Khoảng cách gần như thế, cho dù là cảnh giới thần chủ cũng không thể tránh né được. Tiểu sư đệ, mau tránh ra. Khuôn mặt Vương Như Yên trắng bệch. Tiểu sư đệ, không. Liễu Như Khanh, Lục Tuyết Kỳ cũng đều hô to. Diệp Bắc Minh lại không quan tâm, trong đôi mắt anh còn không có một chút dao động nào. Dạ Vô Song cong khóe miệng cười lạnh, bị dọa ngốc rồi đúng không? Ha ha, đấu với lão phụ ư, cậu cũng xứng. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bàn tay của hai người đã sắp chạm đến ngực Diệp Bắc Minh. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng nổ ầm truyền đến.
Bàn tay của bọn họ vẫn còn chưa đâm xuyên qua lồng ngực Diệp Bắc Minh, bắt lấy trái tim anh. Đã cảm thấy giống như đập vào một cơ thể làm bằng sắt thép. Đồng tử của Dạ Vô Song co rụt lại, anh, chuyện gì thế này? Sao có thể? Dạ Thiên Hạ nhìn chằm chằm vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, ông ta ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt không có chút cảm xúc nào của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh dùng giọng nói chỉ có Dạ Thiên Hạ và Dạ Vô Song nghe được, mở miệng nói, đã quên nói cho hai người biết, tôi từng nuốt một trái tim của rồng. Nếu các ông nhằm vào đan điền, hoặc là đầu của tôi, có lẽ tôi sẽ không kịp phản ứng. Nhưng mà vì sao các ông lại cố tình muốn chọn trái tim tôi chứ? Chẳng lẽ các ông không biết, máu thịt chỗ trái tim tôi là nhục đao thương bất nhập sao? Diệp Bắc Minh giống như đột nhiên hiểu ra, à, hình như các ông không biết thật. Sao có thể? Hai người hoàn toàn ngây ra, một cảm giác nguy hiểm úp lại. Dạ Thiên Hạ muốn lui về phía sau theo bản năng, Diệp Bắc Minh lại tóm chặt lấy cổ tay ông ta. Kiếm Đoạn Long chém xuống. A! À, Dạ Thiên Hạ kêu thảm thiết một tiếng, cánh tay chia lìa với cơ thể. Nhân lúc Dạ Thiên Hạ còn đang đau đớn chưa kịp phản ứng. Diệp Bắc Minh ngưng tụ lực lượng cả người, đá một cái vào vị trí đan điền của Dạ Thiên Hạ. Ầm! Dạ Thiên Hạ quay cuồng trên mặt đất thật mạnh giống như chó chết. Gân mạch ông ta đã đứt đoạn, ngay cả đan điền cũng nổ tung. Anh! Đôi mắt Dạ Vô Song đỏ bừng, rít gào một tiếng. Kiếm Đoạn Long quét ngang ra ngoài. Nửa người trên của Dạ Vô Song bay ra, nửa người dưới hóa thành một đống máu, trực tiếp bị chém đứt đôi người. Hai người cảnh giới thần chủ lại bị đánh bại. Hoàn toàn biến thành tàn phế. Bịch! Diệp Bắc Minh bước ra từng bước, nhìn xuống Dạ Thiên Hạ nằm trên mặt đất. Tôi đã nói rồi, ông sẽ hối hận. Anh nâng tay lên. Một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Bắc Minh, hóa thành hình dạng một đóa hoa sen. Khuôn mặt già nua của Dạ Thiên Hạ trắng bệch, đây là loại lửa gì? Diệp Bắc Minh phun ra một câu, ngọn lửa này có thể đốt cả trời. Ầm! Phần thiên chi diễm dừng ở trên người Dạ Thiên Hạ. Ông ta còn không kịp kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt dị hỏa đã trải rộng toàn thân. Ngay sau đó, tại chỗ chỉ còn lại một đống tro tàn. Vẻ mặt Dạ Vô Song vô cùng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi rít gào, anh! Tên súc sinh này, cậu lại dám giết anh trai tôi. Diệp Bắc Minh cười lạnh, đừng nóng vội, bây giờ mới tới lượt ông. Anh nâng chân lên, hung hăng hạ xuống. Ầm! Đầu của Dạ Vô Song nổ tung như một quả dưa hấu. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không ngờ được Diệp Bắc Minh lại hành động lưu loát như vậy. Đây chính là cảnh giới thần chủ đó. Cậu ta lại giết như vậy sao? Vô số người điên cuồng nuốt nước bọt, không ngừng lui về phía sau. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Bắc Minh tràn ngập kiêng kỵ. Ừng ực, Đỗ Kiêu sợ tới mức khuôn mặt già nua tái nhợt, Băng Nhược, cháu đã cứu nhà chúng ta một mạng. Thân thể mềm mại của Đỗ Băng Nhược ở bên cạnh run rẩy. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Diệp Bắc Minh, rốt cuộc không thể rời đi được. Ngạo Vô Tình và Lăng Huệ đều biến sắc. Trong đôi mắt của hai người tràn ngập hoảng sợ. Cho dù như thế nào bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Thực lực của Diệp Bắc Minh lại khủng bố đến mức này. Đi! Hai người không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Bạch! Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, sát ý lạnh như băng khóa chặt hai người, bây giờ mới muốn rời đi. Không cảm thấy quá muộn sao? Kinh lôi, chém! Diệp Bắc Minh giơ kiếm Đoạn Long lên, đâm thẳng lên trời. Ầm ầm! Một tiếng sấm rền truyền đến, đám người còn lại ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy được một màn cả đời cũng khó mà quên được. Chỉ thấy ở sâu trong tầng mây lại xuất hiện một tia chớp hình rồng màu đỏ ngòm. Nện lên trên người Ngạo Vô Tình và Lăng Huệ. Ầm! Hai người lập tức bị chôn vùi, ngay cả cơ hội hóa thành một bãi máu cũng không có. Cho đến bây giờ, bảy người cảnh giới thần chủ, trong nháy mắt đã có 5 người chết đi. Bỗng nhiên, một bóng người lấp lóe lướt qua. Chu Đỉnh Phong xuất hiện trước mặt đám người Chu Lạc Ly chỉ trong tích tắc. Ông ta chìa 5 ngón tay ra bóp chặt cổ Chu Lạc Ly, Diệp Bắc Minh, cậu đừng tới đây. Sau đó nhanh chóng lùi về phía xa, nếu cậu dám tiến lên một bước, tôi sẽ lập tức giết cô ta. Ông! Mấy sư tỷ vô cùng sợ hãi, buông Lạc Ly sư tỷ ra mau. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng,
thả Lạc Ly tỷ ra, tôi sẽ cho ông một con đường sống. Đám người Thu Võ ở đây hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Quá mất mặt, đường đường là cảnh giới thần chủ thế mà lại dùng cháu mình để uy hiếp người ta. Hơn nữa cô gái này vốn chính là người của nhà họ Chu. Lão tổ nhà họ Chu dùng người nhà họ Chu để uy hiếp một người ngoài. Đúng là quá mất mặt. Còn không bằng thành thật chiến đấu, ít ra còn bảo vệ mặt mũi cho nhà họ Chu. Rất nhiều người đều xem thường. Đạm Đài Quyết yên lặng lui về trong đám người, đi mau. Thực lực của kẻ này vượt ra khỏi dự tính của lão phu. Đám người gia tộc Đạm Đài nhân lúc hỗn loạn mà nhanh chóng rời đi. Nghe thấy mọi người ở đây nghị luận. Đôi mắt Chu Đỉnh Phong đỏ bừng, gầm thét một tiếng, đều im miệng cho tôi. Trong đôi mắt ông ta tràn ngập điên cuồng, Diệp Bắc Minh, lão phu không biết cậu là yêu nghiệt gì hết. Nhưng lão phu biết. Thực lực của cậu có rất nhiều liên quan với thanh kiếm trong tay cậu. Nếu cậu không muốn Chu Lạc Ly chết thì hãy giao kiếm long đồ trong tay cậu ra đây. Điều khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là Diệp Bắc Minh mỉm cười, chỉ là một thanh kiếm mà thôi, đổi lấy mạng của Lạc Ly tỷ rất có lời. Kiếm này thuộc về ông. Nói xong, Diệp Bắc Minh khoát tay, ném kiếm đoạn long ra bên ngoài. Keng một tiếng rơi xuống chỗ cách Chu Đỉnh Phong 5 mét. Mọi người đều ngây ra, thế mà Diệp Bắc Minh lại thật sự vứt bỏ kiếm đoạn long. Chu Đỉnh Phong vô cùng mừng rỡ, cưỡng ép Chu Lạc Ly nhặt kiếm đoạn long lên, ha 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 ha, kiếm này đã thuộc về lão phu. Long hồn còn chưa kết thúc nhận chủ, long hồn đâu? Ra ngoài cho lão phu ra lệnh ngươi nhận tôi làm chủ. Chu Đỉnh Phong điên cuồng gào thét. Lúc này, bên trong kiếm đoạn long truyền đến một giọng nói lạnh như băng, lấy phụ nữ để uy hiếp. Ông còn không xứng làm một võ giả. Còn muốn làm chủ nhân của tôi ư? Một giây sau, Chu Đỉnh Phong hoảng sợ phát hiện chân nguyên trong cơ thể mình bị kiếm đoạn long hút đi giống như là vỡ đê. Mọi người khiếp sợ phát hiện, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chu Đỉnh Phong từ một lão già đã biến thành một cái thây khô. Hốc mắt hõm sâu, máu thịt và chân nguyên khô kiệt. Giữ lại cho ông một hơi cuối cùng, giao cho chủ nhân quyết định. Bên trong kiếm đoạn long truyền đến một giọng nói, sau đó bay thẳng về trong tay Diệp Bắc Minh. Chu Đỉnh Phong bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Diệp. Đại nhân, Lạc Ly là sư tỷ của cậu, hãy nể mặt cô ấy mà. Chu Lạc Ly gầm thét một tiếng, ông im miệng cho tôi. Từ khi ông ta tay với tiểu sư đệ, tôi đã không bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Chu nữa rồi. Tiểu sư đệ, em cứ tùy ý xử lý. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy hoàn toàn lạnh lẽo. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Kiếm đoạn long rơi xuống, thân thể khô cạn của Chu Đỉnh Phong nổ tung. Diệp Bắc Minh mở miệng, long hồn, tiếp tục nhận chủ. Giọng nói của long hồn vang lên, năng lượng của tôi không đủ, cần máu tươi bổ sung. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, điều này còn không đơn giản sao? Tất cả người tu võ của nhà họ Lăng, nhà họ Ngạo, nhà họ Dạ ở đây, ông đều có thể giết. Long hồn thét dài một tiếng, được, chỉ chờ mỗi câu nói này của cậu thôi. Đám người hoàn toàn chấn động, tất cả người nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng, nhà họ Dạ đều sợ choáng váng. Chúng tôi đâu có ra tay. Cậu đừng nhận sai, nếu như cậu ra tay với chúng tôi chính là lạm sát kẻ vô tội. Diệp Bắc Minh cười một tiếng đầy ẩn ý, mấy người mà cũng được gọi là vô tội. Mấy người có thể tới giết tôi. Tôi lại không thể giết mấy người ư. Diệp Bắc Minh, cậu muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đôi mắt mấy lão già như muốn nổ tung, tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười, ông nói không sai, chuyện mà tôi thích nhất chính là đuổi tận giết tuyệt. Đúng rồi, quên nói cho mấy người biết. Tôi còn có một biệt danh, là sát thần. Vào giây phút nói ra hai chữ sát thần, ánh mắt Diệp Bắc Minh đã thay đổi. Một khí tức sát ý trước nay chưa từng có ngưng tụ ở trên người anh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác giống như người đối mặt với mình không phải Diệp Bắc Minh, mà là một sát thần đi ra từ sâu trong địa ngục. Xoẹt, kiếm đoạn long giống như có sự sống, bay vào trong đám người tu võ của nhà họ Lăng. A, à, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ thể hơn 1000 cao thủ đỉnh cao của nhà họ Lăng đều nổ tung, bị kiếm khí xé rách. Một cơn mưa máu ngưng tụ, chui vào bên trong kiếm đoạn long.
Nhìn qua sẽ thấy kiếm đoạn long màu đen trông rất giống như tràn đầy máu. Đặc biệt là phù điêu hình rồng kia đã hoàn toàn hóa thành một con huyết long. Sinh động như thật, vô cùng sống động. Gào, một tiếng rồng gầm vang lên. Kiếm đoạn long uống no máu tươi, sau đó bay vào trong đám người nhà họ Ngạo và nhà họ Giả. Mấy ngàn người tu võ đều bị nổ tung giống như dưa hấu, hỗn hợp máu thịt tạo thành những cơn mưa máu bay tán loạn. Trên mặt đất, khắp nơi đều là đầu người và chân cụt tay đứt. Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, toàn bộ Trụy Long Cốc giống như tu la địa ngục. Trời ơi, tên nhóc này là ma quỷ sao? Vô số người bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh từ kinh ngạc hóa thành cực kỳ e ngại. Cả người Đỗ Vũ Hằng cứng ngắc. Gương mặt xinh đẹp của Đỗ Băng Nhược trắng bệch. Trong đôi mắt của Đỗ Kiêu Toàn là vẻ hoảng sợ. Nếu ông ta đi nhầm một bước, chỉ sợ toàn bộ người nhà họ Đỗ ở đây cũng sẽ bị diệt. Tôn Kiếm Khung suýt chút rơi cả tròng mắt ra ngoài, cậu Diệp. Mạnh, mẹ nó quá mạnh. Gào. Lại một tiếng rồng gầm vang lên. Kiếm đoạn long hấp thu máu tươi của mấy ngàn người, phù văn đã biến mất xuất hiện lần nữa. Lần lượt bay vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Lúc này, bên trong kiếm đoạn long xuất hiện một con huyết long, Diệp Bắc Minh, tôi chính là linh hồn của ứng long. Hôm nay có thể hóa thành kiếm hồn của kiếm đoạn long. Tôi có thể phục vụ cậu, nhưng tôi sẽ không làm nô bộc của cậu. Long tộc thà chết cũng sẽ không hoàn toàn thần phục bất cứ một người nào cả. Diệp Bắc Minh có chút không vui, ông có ý gì, đột nhiên phản bội sao? Huyết long lắc đầu, nếu có một ngày nào đó cậu có được lực lượng có thể phục sinh tôi. Cậu hãy cho tôi rời khỏi kiếm đoạn long, cho tôi tự do. Nếu cậu không thể đi đến một bước kia, tôi sẽ vĩnh viễn là kiếm hồn của kiếm đoạn long. Diệp Bắc Minh sững sờ, sau đó gật đầu, được, tôi đồng ý với ông. Được. Huyết long gào thét một tiếng, không do dự nữa. Trực tiếp chui vào bên trong kiếm đoạn long. Một giây sau, phù điêu hình rồng trên kiếm đoạn long màu đen hoàn toàn hóa thành màu đỏ như máu, bay trở về trong tay Diệp Bắc Minh. Anh đưa tay lên không nắm lấy nó. Một lực lượng có thể dung chuyển cả sông lớn biển cả tràn vào trong lòng bàn tay anh kiếm lên. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, chém. Anh chém một kiếm về một phương hướng nào đó. Tiếng rồng gầm kèm theo một kiếm khí dài trăm trượng chém xuống. Một màn khiến người ta hoảng sợ xuất hiện. Thế mà mặt đất lại bị chém ra một vết nứt dài hơn 1000 mét. Vết kiếm rộng 7, 8 mét. Sâu mười mấy mét. Đám người tu võ xung quanh hoàn toàn ngây người. Đậu má, đậu má, đậu má. Mẹ nó còn là người sao? Chỉ là một kiếm khí mà thôi, lại có thể gây ra lực phá hoại khủng bố như thế. Trong thiên hạ này còn có ai có thể đỡ nổi uy lực một kiếm của Diệp Bắc Minh nữa? Đám người hoàn toàn sôi trào. Đôi mắt những người tu võ ở đây đỏ bừng, bị dọa đến trái tim cũng muốn nổ tung. Ai nấy đều há to miệng thở hổn hển. Khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, há to miệng đến mức không thể khép lại được. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Diệp Bắc Minh vang lên, tôi không phải người thích giết chóc, nhưng cái tên sát thần của tôi tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Mọi người suýt nữa hộc máu. Khóe miệng Tôn Kiếm Khung co quắp. Đỗ Kiêu và Đỗ Vũ Hằng quay sang nhìn nhau. Đỗ Băng Nhược thầm nghĩ, anh còn không phải người thích giết chóc sao? Anh mà không phải người thích giết chóc. Khắp thiên hạ này sẽ không ai dám nói mình thích giết chóc nữa. Chỉ nhìn thấy, anh đưa tay chỉ về hướng vết kiếm dài hơn 1000 mét kia. Sau này nếu ai còn dám đối địch với Thanh Huyền Tông, sẽ giống như vết kiếm này. Còn dám đối đầu với Diệp Bắc Minh tôi, cũng sẽ giống như vết kiếm này. Dám đối địch với sư tỷ tôi, cũng sẽ giống như vết kiếm này. Cút! Anh quát to một tiếng. Tất cả mọi người ở đây giống như được đại xá, tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài Trụy Long Cốc. Một khi chuyện hôm nay bị truyền đi, còn có mấy ai dám trêu chọc Thanh Huyền Tông. Cùng lúc đó, trên không trung mấy ngàn mét, một thanh niên đứng trên một con ma thú, nhìn xuống Trụy Long Cốc phía dưới. Khóe mắt Ngạo Tuyệt co rúm, nhìn một màn bên trong Trụy Long Cốc. Ngạo Tuyệt nuốt nước miếng một cái, kẻ này không thể địch lại được. Bố, con đã từng lấy trái tim võ đạo để thề. Nếu như không báo thù được cho bố, từ nay trở đi con đường võ đạo của con sẽ trì trệ không tiến.
nhưng bố ở dưới suối vàng cũng đã thấy thực lực của Diệp Bắc Minh rồi đấy. Chỉ bằng thực lực bây giờ của con, chỉ sợ sẽ rất khó giết chết cậu ta. Không bằng. Ngạo Tuyệt trầm mặc một chút. Hắn ta túm lấy trường bào của mình, vì trái tim võ đạo của con, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ cắt áo đoạn tuyệt quan hệ bố con. Về sau bố không phải bố con nữa, con cũng sẽ không cần báo thù cho bố. Dù sao con cũng không phải đứa con duy nhất của bố, mẹ con chỉ là một nha hoàn, không phải là vợ chính của bố. Việc báo thù cho bố vẫn nên giao cho những đứa con khác của bố đi. Hắn ta cắt xẹt qua cổ tay. Xoẹt. Trường bào bị cắt thành hai đoạn. Sau đó hắn ta tiện tay vứt bỏ trường bào đi, bây giờ con phải đến Đại Lục Thượng Cổ, sau này nhìn thấy Diệp Bắc Minh, có thể giết được cậu ta thì tính sau. Bóng dáng hắn ta lóe lên, biến mất. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tái nhợt, kiếm đoạn long rơi xuống đất. Hai mắt anh tối sầm lại, ngã thẳng xuống. Tiểu sư đệ. Các sư tỷ vô cùng sợ hãi, nhanh chóng tiến lên. Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy mình ngã vào hai thứ cực kỳ mềm mại, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tiểu sư đệ sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế này? Không phải cậu ấy vừa tiếp nhận long hồn nhận chủ sao? Đám người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh, Lục Tuyết Kỳ vô cùng sốt ruột. Trên gương mặt xinh đẹp của tiểu độc tiên tràn đầy vẻ nghiêm nghị, tiểu sư đệ một mình đối phó với bảy người cảnh giới thần chủ, thể lực đã sớm tiêu hao. Cậu ấy chỉ cố gắng kiên trì, bây giờ đã giải trừ được nguy hiểm, cho nên mới ngất đi. Cô ấy cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của Diệp Bắc Minh. Sau khi kiểm tra xong, phù, tiểu độc tiên thở ra một hơi, tiểu sư đệ không có việc gì cả, chỉ là quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Mấy sư tỷ như chút được gánh nặng. Đi, về Thanh Huyền Tông. Chuyện xảy ra ở Trụy Long Cốc đã được truyền ra khắp toàn bộ đại lục chân võ, không khác gì một quả bom nổ tung. Diệp Bắc Minh chỉ dùng một trận chiến để nổi tiếng. Địa vị của Thanh Huyền Tông nước lên thì thuyền lên, đơn giản là đã có thể so sánh với gia tộc thượng cổ. Danh tiếng của sát thần vang vọng toàn bộ đại lục chân võ. Sâu trong gia tộc thượng cổ số 1, nhà họ Giang. Có một cái tổ miếu cổ xưa. Kẽo kẹt, một tiếng, thế mà cánh cửa của tổ miếu lại đột nhiên mở ra. Đội tuần tra gần đó bị dọa đến mức quỳ rạp xuống đất, vô cùng rung động. Tổ miếu này liên quan đến bí mật sâu nhất của nhà họ Giang, là cấm địa trong cấm địa của nhà họ Giang. Từ khi nhà họ Giang thành lập đến nay, số người có thể đi vào tổ miếu không cao hơn 30. Cho dù là gia chủ các đời của nhà họ Giang cũng không phải là ai cũng có tư cách tiến vào tổ miếu. Hôm nay, thế mà cửa lớn của tổ miếu lại tự mình mở ra ư. Ai mà không rung động chứ? Một giây sau, bên trong tổ miếu truyền đến một giọng nói uy nghiêm, giết Diệp Bắc Minh, mang kiếm long đổ về. Rõ, giọng nói của một nam một nữ đồng thời vang lên, một cơn gió lớn lướt qua. Lúc mọi người lúc ngẩng hậu lên lần nữa, cánh cửa của tổ miếu đã hoàn toàn đóng lại, tất cả đều khôi phục yên tĩnh. Giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Đại lục chân võ, trong khuê phòng của một cô gái nào đó. Một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn tơ băng tằm, bên trên chỉ khoác một tấm lụa mỏng như ẩn như hiện. Trong tay cô ta cầm một tờ giấy tuyên màu vàng kim nhạt, thần long giáo nội chiến, giáo chủ và 17 hộ pháp chết thảm, vị trí giáo chủ của thần long giáo đã bị thay đổi. Thương khung cung kết thúc trận thi đấu trăm năm, Lâm Tiêu đoạt được hạng nhất, xếp thứ nhất trong top 100 của đám đệ tử. Biển ác ma. Nếu có người biết chuyện ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Những chuyện này đều là những chuyện xảy ra trong vòng một ngày gần nhất. Bên trên có vô số sự kiện, cho dù là cách xa nhau mấy chục ngàn dặm, mấy trăm ngàn dặm, mấy triệu dặm đều có. Thế mà tất cả đều hội tụ trên một trang giấy. Chủ nhân của Thanh Huyền Tông Diệp Bắc Minh giết 9.527 người của ba gia tộc thượng cổ. Dùng một kiếm chém ra vết kiếm dài ngàn mét ở trong Trụy Long Cốc. Hả, có chút thú vị. Đôi mắt đẹp của cô gái tuyệt sắc ngưng tụ. Rơi vào bên trên ba chữ Diệp Bắc Minh. Dùng một kiếm chém ra vết kiếm dài ngàn mét. Rất đáng gờm sao. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một giọng nói hoạt bát. Một giây sau. Một thiếu nữ chưa đến 1m5 đi tới. Mặc dù vóc dáng của cô ta thấp bé, nhưng là tỷ lệ dáng người lại cực kỳ nghịch thiên.
đơn giản chính là mỹ nhân họa quốc phiên bản thu nhỏ. Cô gái tuyệt sắc nở nụ cười xinh đẹp mị hoặc chúng sinh, hóa ra là củ cải nhỏ, làm sao lại rảnh rỗi đến chỗ chị chơi vậy? Thiếu nữ đưa hai tay chống nạnh, tức giận dậm chân, chị Nhan. Em nhắc lại lần nữa, đừng gọi em là củ cải nhỏ. Em có tên. Xin hãy gọi em là thiếu nữ mỹ mạo nhất, ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất, hào phóng nhất, điệu đà nhất, thiên tài tu võ có thiên phú thứ nhất của tinh cung trăm ngàn năm qua, La Vãn Vãn. Được rồi, củ cải nhỏ. Nhan Như Ngọc duỗi ngón tay ra nâng cằm của La Vãn Vãn lên. A! À, một tiếng thét chói tai 120 decibel vang lên, chị Nhan. Phì! Nhan Như Ngọc cười khúc khích, được rồi, không đùa em nữa. Tới tìm chị làm gì? La Vãn Vãn cười nói, lát nữa em sẽ nói cho chị sau, em rất hiếu kỳ tại sao chị Nhan lại cảm thấy hứng thú với một vết kiếm dài ngàn mét. Không phải chỉ là một vết kiếm sao, mới 1000 mét. Em cũng có thể chém được. Chị còn không bằng quan tâm đến Lâm Tiêu của Thương Khung Cung, hắn ta vùng lên từ một người không có địa vị, chỉ là con thứ của nhà họ Lâm. Bây giờ còn chưa tới 30 tuổi, thế mà đã trở thành người đứng thứ nhất thi đấu trăm năm của Thương Khung Cung. Lần trước hình như chúng ta còn từng gặp Lâm Tiêu này ở Tinh Thành thì phải. Đôi mắt đẹp của La Vãn Vãn lấp lóe, hình như hắn ta còn có ấn tượng tốt với chị Nhan đấy. Nhan Như Ngọc nhíu đôi mày thanh tú lại, người này có quá nhiều mưu mô, chị không có chút hứng thú nào với hắn ta cả. La Vãn Vãn chu cái miệng nhỏ lên, nhiều mưu mô mới đúng chứ, chẳng lẽ chị thích những người đàn ông không có đầu óc kia sao? Nhan Như Ngọc lắc đầu, hai, được rồi, nói với em cũng không có ý nghĩa gì. Cô ta tiện tay đặt tờ giấy tuyên lên bàn. La Vãn Vãn cầm lên xem, lập tức kinh ngạc, oa, Diệp Bắc Minh. Thế mà anh ta lại giết hơn 9000 người của ba gia tộc thượng cổ. Hơn nữa còn mới là cảnh giới hợp nhất sơ kỳ. Chờ chút. La Vãn Vãn mở to đôi mắt đẹp, há cái miệng nhỏ ra, trời ạ, chị Nhan, cảnh giới hợp nhất sơ kỳ có thể chém ra một vết kiếm ngàn mét sao? Lúc em ở cảnh giới đó chỉ có thể chém ra vết kiếm trăm mét thôi. Nhan Như Ngọc cười khẽ cho nên. La Vãn Vãn mỉm cười, cho nên chắc chắn anh ta là một thiên tài. Nhưng mà thế giới này không bao giờ thiếu thiên tài, em sẽ cho người đi điều tra thêm tin tức của anh ta. Nói xong, La Vãn Vãn lấy ra một khối ngọc thạch, ngón tay hoạt động mấy lần. Mấy phù văn lấp lóe, tin tức được truyền ra ngoài. Nhan Như Ngọc lại không có hứng thú gì. Cô ta đi đến bên cạnh cửa sổ, đưa tay chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Chưa tới 15 phút sau, tin tức của Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mắt hai người. La Vãn Vãn cầm lên xem, thân thể mềm mại không đủ 1m5 run rẩy một chút. Sau đó cô ta hít sâu một hơi, a, à. Nhan Như Ngọc cảm thấy không thích hợp, sao vậy, củ cải nhỏ. Lần này, La Vãn Vãn không phản đối nữa, chị Nhan, Diệp Bắc Minh này đúng là yêu nghiệt. Nhan Như Ngọc khó hiểu, ồ, làm sao đã thành yêu nghiệt rồi. Chị Nhan, năm nay chị bao nhiêu tuổi? Nhan Như Ngọc kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, hỏi tuổi tác của con gái là không lễ phép đâu. Chắc chắn là đã qua 24 tuổi đúng không? La Vãn Vãn nuốt nước miếng một cái. Nhan Như Ngọc gật đầu, đương nhiên, củ cải nhỏ, rốt cuộc em muốn nói cái gì? La Vãn Vãn nói, lúc chị Nhan 24 tuổi đã đến cảnh giới hợp nhất chưa? Nhan Như Ngọc liếc mắt, em nói đùa cái gì thế? 24 tuổi, cảnh giới hợp nhất. Những người tu võ bình thường lúc 24 tuổi có thể trở thành võ thần đã coi như là thiên phú dị bẩm. Đưa mắt nhìn khắp toàn bộ tinh cung, 24 tuổi có thể tiến vào tiên thiên sơ kỳ, bây giờ không phải là thái thượng trưởng lão thì cũng là chủ nhân của tinh cung rồi. Chứ đừng nói đến là mới 24 tuổi đã tiến vào cảnh giới hợp nhất, tuyệt đối không có một người nào cả. Có lẽ, toàn bộ đại lục chân võ cũng không có. Cô ta vô cùng chắc chắn nói liền một hơi. Trong đôi mắt đẹp của La Vãn Vãn càng thêm hoảng sợ. Nhan Như Ngọc cảm giác không thích hợp, sao em cứ nói mãi về đề tài 24 tuổi vậy? Chờ một chút. Đột nhiên, Nhan Như Ngọc thân thể mềm mại run lên, cảnh giới hợp nhất. 24 tuổi, Diệp Bắc Minh. Củ cải nhỏ, Diệp Bắc Minh này không phải chỉ có 24 tuổi đấy chứ? La Vãn Vãn gật đầu, chị Nhan. Chị đoán đúng rồi. Cái gì? Gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Nhan Như Ngọc khựng lại.
Cô ta tiến lên một bước, cầm lấy tin tức về Diệp Bắc Minh từ trong tay La Vãn Vãn. Xem một mạch đến hết. Trong mắt cô ta toàn là vẻ kinh ngạc, nói củ cải nhỏ, không sai chứ. La Vãn Vãn lắc đầu, chị Nhan, đây là tin tức mà tinh cung thu thập, làm sao có thể sai được. Đệ tử của tinh cung giống như là ngôi sao đầy trời, trải rộng khắp các nơi của đại lục chân võ. Cho nên mới có thể truyền tin tức ở các nơi về tinh cung ngay lập tức được. Trong đôi mắt đẹp của Nhan Như Ngọc toàn là vẻ nghiêm nghị, trong vòng 15 phút, tôi muốn tất cả tin tức về người này. Sau một lát, một cái hộp gỗ lim được đưa đến trước mắt hai cô gái. La Vãn Vãn mở ra xem, bên trong là một chồng giấy thật dày. Phía trên cùng là một bức chân dung. Tiện tay mở ra, đôi mắt của hai người đồng thời run lên. Gương mặt này. Trên đường trở về Thanh Huyền Tông, một chiếc xe ngựa đang lao vùn vụt. Bên trong vô cùng ổn định. Được rồi Như Yên, đừng đùa nữa. Chu Lạc Ly liếc mắt, đánh vào tay Vương Như Yên một cái. Nếu lúc tập võ em có thể có một nửa sự hứng thú này thì sẽ không phải là người có thực lực thấp nhất trong các sư tỷ muội. Phì. Các cô gái che miệng cười. Vương Như Yên khó hiểu, người ta đang rất tò mò mà. Tại sao tiểu sư đệ lại không giống chúng ta vậy? Tiểu Độc Tiên liếc mắt một cái, nam nữ vốn không giống nhau mà. Thật sao? Vương Như Yên nhíu mày, thế nhưng cũng quá xấu đi. Mấy sư tỷ lập tức đỏ mặt lên. Trừng Vương Như Yên một cái. Em không biết thật hay là giả vờ không biết. Bỗng nhiên. Được rồi, kế hoạch của nữ chủ nhân phải bắt đầu trước thời hạn. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Độc Tiên trở nên nghiêm nghị. Nghe thấy lời này, sắc mặt các cô gái cũng trở nên nghiêm nghị, không còn nói giỡn nữa. Giọng nói của Tiểu Độc Tiên tiếp tục vang lên, dù sao ai cũng không nghĩ tới vậy mà tốc độ tiểu sư đệ trưởng thành lại nhanh chóng như thế. Số mệnh của chúng ta đã là như thế rồi. Sắc mặt các cô gái đều vô cùng mất mát. Tất cả đều tập trung ánh mắt lên trên người Diệp Bắc Minh. Các loại biểu cảm phức tạp lóe lên rồi biến mất. Không biết qua bao lâu. Tiểu Độc Tiên hít sâu một hơi, kế hoạch của nữ chủ nhân bắt đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.